Thanh à, Thanh. Ủa, anh Tám, bộ bữa nay không có chạy xe sao? Anh kiếm cháu Thanh hả? Bữa nay nghỉ, cô thấy nó đâu không? Nó có qua đây không vậy? Sáng giờ em đâu có thấy nó. Ủa, mà có chuyện gì coi bộ anh kiếm nó gấp dữ vậy? À, thì cũng có chút chuyện. À, mới sáng sớm mà anh kiếm ráo riết dữ vậy. Anh đầy la nói chuyện gì phải không? Bữa nay tôi mà kiếm nó về được hả? Tôi cho nó một trận liệt giường luôn cho thầy la gì chứ. Trời ơi, gì dữ vậy anh Tám? Nè, cô coi cái này đi rồi biết. Chà, hình bé Thanh chụp chân dung hả? Mặc áo dài còn đẹp quá đó chứ. Mấy tấm này hơi kỳ nè. Cháu Thanh nó mặc đồ tắm không có được kín đáo lắm. Nhưng mà cũng đâu có gì. Anh từ từ nói với nó mà anh Tám. Trời ơi, tôi đang tức một nín thở đây nè. Mà cô biểu tôi từ từ sao nổi chứ. Con nhỏ này càng ngày càng lớn, nó càng cứng đầu cứng cổ, y chang như là mẹ nó vậy. Không ra cái đám ông gì hết. Gì mà gai gắt dữ vậy anh? Anh nóng quá đâu được. Không nóng sao được chú. Con người ta mà hễ có tánh tham đua đòi là hư hỏng, dễ sa ngã lắm chú ơi. Đó, cũng như má nó hồi xưa, chỉ vì ham mê nhung lụa, không cam phận hàng với đang tâm rủ áo ra đi, bỏ lại trong mưa đứa con khóc đòi sữa mẹ, và một gã đàn ông đang chết lặng giữa mưa giông. Nhưng tôi vẫn dạy con mình đừng ham bá vinh sang. Giá trị một con người là ở khối óc với đôi tay. Nhưng mà cháu Thanh nó vẫn còn thờ dại. Anh dạy quá cao xa làm sao mà nó hiểu ra. Ông bà mình có câu, dạy con từ thuở còn thơ mà. Em đồng ý, nhưng mà anh dạy nó bằng lời được rồi, cần gì phải đánh đòn nó. Anh cứ đánh nó hoài hà, có bữa nó mắc cỡ nó trốn luôn thì khổ đó. Dù gì nó cũng lớn rồi anh Tám à. Ngộ không, bữa hổm cô binh nó, cô nói nó còn khờ dại. Hôm nay cô cũng binh nó, cô nói nó lớn rồi. Ủa sao kỳ vậy? Ờ, thì em nói nó lớn xác, mà suy nghĩ còn khờ dại. Ở tuổi này tụi nó chưa có hẳn trưởng thành, mà cũng không có còn con nít nữa. Phức tạp lắm á anh Tám ơi. Cô có con chưa? Anh hỏi lạ vậy. Anh Tám à, anh vừa biết tụi em chưa có con mà. Còn tôi gà trống nuôi con 16 năm nay rồi. Cô khỏi cần chỉ biểu tôi cách dạy dỗ con nít. Cô làm như là cô rành lắm vậy. Dạ, em nhờ đọc sách. Vậy mai mốt cô cho tôi mượn cuốn sách của cô, tôi đọc thử coi sao. Còn bây giờ tôi phải đi kiếm con nhỏ đó bây giờ mới được. Nè, nhưng mà đừng có đánh nó ngoài đường nghe không. Đánh như vậy coi chừng mắc tội là ngược đãi trẻ em đó. Coi chừng là bị bắt đó nghe anh. Con tôi đánh ngược đãi gì? Mà bắt cũng được nữa. Còn hơn là để nó mất dạy, lớn lên làm chuyện tầm bậy, bị bắt ai chịu. Thiệt tình. Thiệt à, cái ông này hết thối nổi à. Coi vậy chứ ổng thương bé Thanh còn hơn là bản thân của ổng nữa đó. Chỉ có điều là tánh ổng hơi cọc thôi. Anh nè, bữa nay anh có đi làm ca ngày không vậy? Ờ, có chứ em. Em không nhắc là anh quên rồi thấy chưa. Nhưng cái chân của anh còn đau mà. Không có sao đâu em à, gần hết rồi. Kỳ này nghỉ á cũng may thiệt. Đạp cái đinh xét á mà mau lành ghê. Anh đừng có ỷ y. Anh còn nhớ cái hồi anh đạp trúng cây kim chích mấy năm trước không? Nhớ chứ sao không nhớ. Hồi đó mình chưa có cưới nhau, cứ mỗi lần mà thấy em đi làm về á là anh lẻo đẻo theo sao để kiếm lời thăm hỏi. Mà sao cứ ngại ngùng quá đổi à. Em biết anh thương thầm mà cứ làm ngơ cho anh mòn mỏi đợi chờ. Phải là vì em hững hờ vô tư mà em đã nói nhiều lần với anh. Tâm thân em đã lắm lem bùng bùi thì còn gì mà trao gửi cho anh. Nhưng anh vẫn theo thuyết phục em hoài cho tới một ngày.
mới mang quà vào thân. Ờ, thì tại anh thấy tụi nó chặn đường em lúc em vô hẻm á, anh mới vội chạy vô can thiệp đó chứ. Lần đó đạp trúng cây kim ai xài xong cái dứt bừa trong hẻm á, anh bị hành sốt cả tuần. Nhưng mà vậy cũng đáng, nhờ vậy mà anh mới cảm động được em. Người ta chăm sóc cho anh á là tại người ta biết ơn thôi chứ bộ. Cái mặt anh thấy ghét á, ai thèm thương. Anh cũng đâu có thương em đâu. Em biết mà, bởi vậy em mới theo anh suốt đời á, cho anh nhìn thấy cái mặt em hoài bực bội chết luôn. À ha, vậy thì mỗi lần gặp em hả, anh sẽ cắn em cho coi. Cắn nữa. Thôi, nhổ cũng chết à. Nè, tới giờ đi làm rồi kìa. Đi chết, trễ giờ rồi. Thôi, anh đi à nghe. Anh à, chân còn đau á thì kêu anh Tám chở đi nghe anh. Không có sao đâu mà. Thôi anh đi nghe bà xã. Dạ. Cô Thủy, cô Thủy. Ủa, Thanh, sao con ở đây? Trời ơi, ba con đi kiếm con quá trời quá đất á. Thì đó, cô thấy ba con giận dữ không cô? Ba con giận lắm. Thiệt, con dại quá. Biết chuyện đó ba con không thích, con còn làm gì vậy? Tại mấy đứa bạn con nó rủ, với lại thấy tụi nó chụp đẹp quá nên con ham. Định chụp thử vài kiểu chơi chứ con đâu có tiền đâu. Hồi nãy ba con đưa cho cô coi, cháu chụp nhiều lắm mà. Dạ, cái đó là tại tụi bạn con đó. Biết con không có tiền nên mới không có chịu đi. Cho nên tụi nó bàn nhau hùng tiền lại bao luôn phần của con. Không lẽ con từ chối? Cô biết không, ông thợ chụp hình ổng khen tụi con đứa nào cũng đẹp, đứa nào cũng hấp dẫn hết á. Thành ra cuối cùng tính tiền hết 500 mấy chục ngàn lận đó. Trời đất, cái gì mà mắc dữ thần ôn vậy? Không có mắc đâu cô. Nhỏ bạn con còn nói ha, chị nó chụp hình để gửi cho bồ của chị hết bạc triệu lận đó. Hình nghệ thuật mà. Thì cô thấy mấy tấm hình đó cũng đâu có gì nghiêm trọng. Mặc đồ tắm thôi mà. Đó, cô cũng nói là không có gì nghiêm trọng đó. Mới đầu bà thấy mấy tấm con chụp mặc áo dài, bà cười cười. Qua mấy tấm áo đầm, bà hơi nhăn mặt. Tới mấy tấm mặc đồ tắm thì ba biến sắc nhìn con, không nói gì mà lại giận run. Biết tánh ổng vậy, đưa ổng coi làm gì? Con đâu có khùng mà tự đưa ba coi. Con giấu hình ở trong cuốn sách, đâu có ngờ ba dọn dẹp rồi tìm ra, chỉ là con bị ba la. Con nghĩ ba con hơi cọc cằn nóng giận, nhưng không phải hẳn người tâm địa nhỏ nhen. Bữa nào không bị la là không ăn cơm được. Không có chuyện to thì cũng là chuyện nhỏ, thế là xong thì mắng mày giống con mẹ của mày. Có lẽ ba không ưa vì con giống mẹ mình, người đã làm ba khổ thất tình. Cô nghĩ con đừng vội vàng vắng trách ba con. Và trong nuôi con trồng sáng mười mấy năm trời, vất vả cho con khôn lớn người. Dẫu có nặng lời cũng vì lo lắng cho con thôi. Con biết chứ cô, nhưng mà ba kỳ lắm. Có bao giờ ba suy nghĩ đến tự ái của con trước mặt bạn bè đâu. Có bao giờ ba nghĩ đến sĩ diện của con trước mặt bà con lối xóm này đâu. Có gì thì từ từ về nhà nói. Đằng này có mặt thiên hạ, mà ba muốn la thì ba la, thích rầy thì rầy. Cô cũng thấy đó, có lần hả ba còn bạc tay con ở ngoài đường nữa. Con quê lắm cô ơi. Cô cũng thấy ba con hơi quá đáng trong cái chuyện đánh mắng con giữa nơi công cộng. Nhưng mà ba con á hay rầy la con chuyện gì nhất con biết không? Tại con có khi học bị điểm kém nè, đi chơi về trễ nè, bạn trai tới kiếm, ba con hình sự dữ lắm.
Mai mà chưa ở lại lớp năm nào, nếu không hả, không biết ba con còn làm cỡ nào nữa. Vậy mà có khi nào con ngồi học mà ổng đánh con không? Có khi nào á con đem về điểm 10 hoặc là đi chơi về đúng giờ mà ổng đánh mắng con không? Sao vậy được, con đàng hoàng mà. Thì đúng vậy, tại con không đàng hoàng nên mới bị đánh chửi thôi. Chuyện mấy tấm hình cũng vậy. Lúc nãy con nói mới đầu thấy mấy tấm mặc áo dài, ba con còn cười cười mà phải không? Dạ phải. Vậy có bao giờ con suy nghĩ về lý do những hành động nóng giận của ba con là lo lắng cho con, sợ con sa đà vào chuyện chơi bời đàn đúng mà sao lãng việc học hành không? Bị ba đánh chắc con giận ba con nhiều lắm phải không Thanh? Sao con không nghĩ chuyện mình làm khiến cho cha mẹ đau khổ? Còn cô lại thèm được như con biết bao nhiêu mà không được. Cô vẫn khát khao được trở về thời thơ ấu, khi khép nếp khoanh tay, mắt rưng rưng ngấn lệ, rung rẩy đợi chờ ngọn roi của nghiêm thần. Những vết roi hằn ngang dọc xé thịt da, như là ghi tâm khắc cốt lời dấn quân của cha. Đến khi trưởng thành nặng gánh kiếp nhân sinh, mới hiểu được ân sâu trời biển của đấng sanh thành. Thì Thanh ơi, chỉ còn tiếc thương và ân hận. Mẹ cha đã về nơi vô tận, nước mắt con rơi thì cũng muộn màng rồi. Cô ơi, con cũng hiểu lòng thương con của ba. Một đời ở dậy nuôi con, cũng khuyên con ghi những một lời. Châu ngọc kim ngân trên đời còn dễ kiếm, nếu mẹ cha mà thất lòng thì không sao. Cô nói đúng, cha mẹ nào mà lại chẳng thương con. Nhưng con lại ở vào một hoàn cảnh chẳng bình thường. Má con bỏ cha con hồi con mới 6 tháng tuổi. Theo ba con nói là do má con ham mê tiền bạc chạy theo người khác. Ba con hận má con lắm, rồi không biết phải vì vậy mà hận lây qua tới con không nữa. Sao con không chịu nghĩ cho ba con một chút? Sao con không nghĩ mà thông cảm cho ba con? Làm việc suốt ngày bao nhiêu năm nay, nuôi con khôn lớn, lo cho con ăn học đầy đủ, là ghét là hận con sao? Nhưng mà ba khó khăn với con lắm. Còn chuyện này nữa, theo cô nghĩ, ngoài miệng á thì ba con oán trách má con, vậy mà suốt 15 năm nay ổng không chịu tái giá. Con có nghĩ là do ổng thương con, sợ con chịu cảnh mẹ ghẻ con chồng không chứ? Hay hổng chừng có khi trong thâm tâm ổng vẫn còn thương má con đó? Không có đâu. Nhắc tới má hả là ba chửi thục xịn luôn, không biết đường đâu mà đỡ. Thiệt, nhiều lúc con cũng mong gặp lại má con một lần, để coi má là người ra làm sao mà nỡ bỏ chồng đi theo người khác. Vậy con có hận má con không? Con cũng không biết nữa. Con có biết không, cứ mỗi lần có dịp đến chơi nhà đám bạn, thấy ba má tụi nó ân cần chăm sóc trước sau, có lỗi lầm chi cũng chỉ khuyên dạy ngọt ngào, lòng con bỗng dâng trào niềm chua xót. Cô ơi,
với tuổi tròn trang ấp ủ nhiều mơ mộng. Những thay đổi đầu đời biết tỏ với ai đây? Nên Trăng đành e ấp nép vào mây. Tròn hay khuyết chỉ một mình Trăng hiểu. Tuổi ngây thơ với biết bao điều thầm kín, mà con phải trăng trở ưu tư lặng lẽ riêng mình. Con thật sự cô đơn trong vỏ ốc vô hình, vì thành niên của con là những chuỗi ngày buồn bã, cứ câm lặng mình đóng chờ sự thịnh nộ của cha. Mẹ không thương con, tại sao lại tạo ra con? Ba ghét bỏ, sao chẳng giết con đi cho rảnh nợ? Con trưởng thành với tháng ngày nơm nớp lo âu, sợ cả mối tình đầu ngày kia chợt mà dữ vậy. Con không thương ba con một chút xíu nào hết hay sao Thanh? Con thương ba con lắm chứ cô, nhưng vì ba làm con sợ nhiều nên giữa con và ba khoảng cách ngày càng xa cô à. Ba con mà nghe được những lời này chắc là ổng buồn lắm đó. Con cũng đâu có vui đâu cô. Sông xanh tươi lại hiu tàn trong tuyệt vọng, chỉ còn lại một tấm hồn xơ xác với cô đơn. Tình cảm lụi tàn trong từng ngọn suối đau, đầu óc trơ lì khi nghe lời mắng chửi. Đã bao đêm con bỗng giật mình thức giấc, ác mộng qua rồi mà quốc nghẹn cứ trào tuôn. Thanh, tội nghiệp cho con quá. À, chết con rồi cô Thủy ơi, cứu con với cô ơi. Anh Tám à, chạy trốn hả? Trốn giỏi lắm sao con? Bước ra coi. Dạ. Giờ này còn chưa về nấu cơm sao? Tính nhịn đói hả con? Dạ dạ, con về liền. Anh Tám à. Còn con nữa. Hồi nãy cô nói có cuốn sách gì đó, cho tôi mượn coi được không? Dạ, dạ được. Chút em về em mang qua cho anh hả? Thôi khỏi, để tôi qua lấy. Đem qua nhà con Thanh nó thấy không được. Cảm ơn cô, tôi về nha. Nè, tôi dặn cô, cô đừng nói cho nó biết nghe chưa. Trời ơi, hú hồn hú vía. Chào người đẹp. Ông là là Thắng Quậy đây. Ông quên anh rồi sao cô em? Người ta 10 năm tình cũ còn không quên khi gặp lại. Tụi mình mới có 8 năm hả? Không lẽ em cố tình quên anh rồi sao cưng? Xin lỗi anh, anh nói đúng, tôi cố tình quên. Tôi không muốn nhớ lại một chút gì về những ngày tháng đó. Tôi muốn quên tất cả kể cả anh. Vì hiện nay tôi đã có chồng. Bội bạc. Còn tôi không thể nào quên được.
vì ai mà tôi phải chịu 8 năm tù ngục? Vì yêu cô, vì muốn cho cô có tiền ăn xài chưng diện để xả láng qua mặt mấy thằng công tử nhà giàu, mà tôi phải vác dao đi làm thằng ăn cướp. Trong khi tôi cô mình hứng chịu những trận đòn nhập trại, những ngày đầu ứng chiến cơm tù chán máu thai canh, và những ngày tháng thâm lương tôi khao khát đợi chờ một tiếng gọi của người thân, thì ở ngoài kia cô đã vội vàng phủi tay chôn vùi quá khứ, ngoảnh mặt quay lưng với một thằng tù. Tình cảm dẫu lụi tàn thì ơn nghĩa vẫn phải mang, ai cho phép cô quên những món nợ giang hồ? Lớp bụi giang hồ từ lâu tôi quyết lòng phủ sạch, như kẻ mộng du chợt tỉnh chớp bàng hoàng, dừng bước đi quan quan nghiệp một thời, tôi làm lại cuộc đời một cách thành tâm. Dù thật sự muốn hoàn lương đời cũng đâu dễ dàng chấp nhận, vì tôi với cô đã lạc lối phong trần, một bước xa chân là vĩnh viễn ở trong bụng. Vậy thì hãy rửa sạch bụng và đừng ngoảnh lại sau lưng, đời rộng bao la đâu phải là không lối thoát. Nhưng đời chẳng bao dung những kẻ như mình, định kiến hẹp hòi mãi mãi chẳng buông tha, đời rộng mắt tình mà chẳng có lối ta đi. Anh Thắng ơi, đừng biến bi quan thành hờn hận, 8 năm đổi thay em hạnh phúc ngập tràn. Vậy thì rồi để hạnh phúc sẽ thôi tràn, và cô sẽ cạn nguồn nước mắt bởi đau thương. Chào cô. Khoan, anh khoan đi đã. Cứ cho là em có lỗi với anh đi. Vậy nếu anh muốn trừng phạt cho hả hê cơn giận, thì anh cứ trừng phạt một mình em, chỉ một mình em thôi nghe anh Thắng. Cô không muốn tôi đụng tới thằng chồng của cô chứ gì? Cô làm khó tôi rồi đó. Nếu không vì nó thì chắc gì cô đã rẽ sang lối khác phản bội tôi. Em phản bội anh thì chỉ có một mình em có tội, sao lại liên lụy đến anh chúng làm gì? Anh hiền lành chân thật, anh tốt lắm anh Thắng ạ. Dù anh biết em không còn con gái, dù anh biết ngày xưa em là một kẻ đi qua, anh vẫn thương em hết lòng hết dạ. Anh Thắng, anh muốn em làm sao cho anh tỏa lòng, em cũng sẵn sàng chấp nhận. Còn anh Chung thì tha cho ảnh đi nghe anh, em lại anh mà, em lại anh mà. Thôi, cô im đi. Cô càng gian xin thì tôi càng sôi máu hận. Cô không quan tâm gì đến cảm nhận của tôi sao? Chồng của cô là tình địch của tôi, cũng vì nó mà cuộc đời tôi không còn điểm tựa. Cũng vì nó mà 8 năm qua tôi chai lì trong tuyệt vọng, tôi nhắc nhở hận hờn bằng những vết chàm xăm. Rồi bây giờ cô lại muốn tôi quên, cô bảo tôi hãy mở lòng tha thứ. Vì đâu một đứa con gái ngày xưa kiêu kỳ bướng bỉnh mà hôm nay phải quỳ dưới chân để cầu xin tôi xóa bỏ ghen hờn. Tôi như kẻ đang say men chiến thắng ở xa trường, chợt ngơ ngác nhận ra lửa thù trong tim mình đã tắt, vì suối lệ tuôn trào từ trong ánh mắt người thương. Thủy ơi, tôi thật lòng căm ghét thằng chúng, nó đã đoạt hết những gì đúng ra tôi được hưởng. Suốt 8 năm qua tôi dối mình trong mộng tưởng, tìm trăm cách biện minh cho một kẻ đã giống tình. Quán trách chi anh phiêu lãng hôm nay, dựng gầy tương lai, rửa
Thôi cô đừng giả vờ an ủi cảm thông tôi. Đời tôi bây giờ đã tối đen như lòng người ta phản bội. Tôi biết tìm đâu trong dòng đời trôi nổi, khi nghĩa nhân như bèo bọt trên ngàn. Không mái ấm gia đình nào chịu chứa tôi đâu, vì chính kẻ tôi thương cũng chán chường lần tranh. Xã hội xem tôi như là gánh nặng, một kẻ đã xa lầy thì suốt đời phải chịu hôi tanh. Anh Thắng, anh đừng bi quan như vậy. Cuộc đời còn biết bao người bất hạnh mà họ vẫn tràn đầy lạc quan với một khát vọng sống còn mãnh liệt để cố gắng được sống bình thường như bao nhiêu người bình thường khác. Nhưng tôi không còn là người bình thường, tôi không còn làm chánh mà đã xuống làm phó, một phó thường dân. Anh Thắng à, anh cứ nói cái giọng đó không à. Anh thử đến mấy trường dạy trẻ em khuyết tật mồ côi mà coi, toàn là những đứa trẻ bệnh này tật nọ nhưng vẫn chăm lo học hành, làm việc như bao người lành lặn khác. Người ta tàn mà không phế đó, còn anh tay chân đầy đủ mà sao chán đời tự phế mình sớm quá vậy chứ. Bộ cô trù tôi đuôi mù sức mẹ à. Cô Thủy ơi, cô Thủy, cô Thủy ơi. Ây da, dạ, dạ xin lỗi chú. Cô Thủy. Thanh à. Dạ. Chuyện gì vậy Thanh? Bộ ba con. Dạ không phải, không phải. Chú Chung. Hả? Từ từ nói. Chú Chung, chú Chung làm sao hả? Dạ, bà Tư công cộng bà nói người ta điện thoại cho bà nhờ nhắn cô. Nhắn cô cái gì? Nhắn cô là chú Chung bị xe đụng, người ta chở vô nhà thương rồi. Hả? Trời ơi, anh Chung. Cô Thủy. Chung. Sao anh không chờ em lấy cho? Anh vừa băng bó xong, tránh cử động nhiều anh à. Trời ơi, lẽ nào anh phải chịu cảnh tàn tật suốt đời như vậy sao? Không có đâu anh à, rồi anh sẽ khỏi mà. Thì em đừng có an ủi anh nữa. Thủy ơi, từ nay anh sẽ là gánh nặng cho em. Mảnh áo chén cơm vai phải nặng quăng. Từ nay đời em gánh chịu nhọc nhằn. Nhưng tưởng mai sao trong mái nghèo đã ma bạc, anh giang rộng tay mình mà che chở cho em. Ôi có ngờ đâu anh lắm ma vào ngõ cụt, nhìn em mà xót và đau lòng. Tiều tùy sanh sao vì lo lắng cho chồng.
Thủy ơi, sẽ rất khó trôi qua khi mà hiện nay ta đã quá cơn hàn. Anh sẽ làm anh Chung ơi, em xin anh đừng vội bi quan như vậy. Em không sợ khó nghèo, không ngại gian nan, chỉ xin anh hãy vì em mà phấn đấu. Mình sẽ vì nhau mà vượt qua lúc khó khăn này nghe anh. Vợ của tôi, tội cho vợ của tôi. Cô Thủy, sao cô ngồi đây? Ủa, anh Tám, bác sĩ đang khám bệnh phát thuốc cho ảnh nên em ra đây ngồi chờ. Anh vô sớm vậy? Thì hôm qua cô gọi điện nhắn về nên sáng tôi đi sớm đem vô cho cô nè. Đủ hết nha, bình thủy nè, ca nước nè, xà bông nè, kem đánh răng bằng chải, cái mền. Còn quần áo là tôi đâu có chìa khóa vô nhà cô nên không lấy được. Thiệt bậy quá. Em quýnh quán nhờ bà Tư công cộng nhắn giùm mà quên mất chuyện anh làm sao có chìa khóa mà vô nhà em được. Vậy mấy thứ này của nhà tôi đó, cô cứ xài không sao đâu. Còn Thành nó cũng dậy sớm ngồi nấu cháo, tôi xách theo gà mên đem vô để cô ăn cho lại sức. Ăn đi cô, cháo còn nóng mà. Dạ, cảm ơn anh, chút nữa em ăn cũng được. Tôi biết giờ phút này cô ăn đâu có vô. Coi kìa, mới con đêm mà xuống sắc thấy rõ. Nhưng mà phải ráng ăn để dưỡng sức còn lo cho người bệnh chứ cô. Dạ, em biết. Chắc đêm qua cô thức sáng đêm hả? Dạ. Chú Chung ra làm sao rồi cô? Anh bị gãy chân nặng lắm anh Tám à. Bác sĩ nói sau này coi chừng có thể ảnh chịu mang tật suốt đời đó. Trời đất ơi, dữ vậy sao? Hồi hôm qua ảnh đau quá mà không dám la, sợ làm phiền người khác. Ảnh cứ nghiến răng chịu đựng, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Vậy mà ảnh còn ráng gượng cười, nắm tay em an ủi. Anh không có sao đâu mà, em đừng lo quá. Ngủ đi em, lo muốn chết ngủ ngay gì được mà nếu ngủ. Cũng may là chụp x-quang phần đầu không có sao, chứ nếu mà bị chấn thương sọ não chắc em chết trước ảnh quá anh Tám à. Nói bậy nè, coi như trong cái rủi nó có cái may đó cô. Gãy chân rồi từ từ nó cũng phải lành, tệ lắm là mang tật chút đỉnh. Hai cái thằng cô hồn đua xe đụng vô chú Chung đó, một đứa chết toi nó liền tại chỗ, còn một thằng nghe nói cũng ngáp ngáp, hình như là cũng chở vô đây mà. Cô biết nó nằm ở đâu không? Chỉ cho tôi để tôi thăm nó chút coi. Em cũng không biết rõ lắm, nghe mấy cô y tá nói dường như nó nằm phòng dịch vụ phía bên kia kìa, cái dải có gắn máy lạnh đó. Mà hình như nó cũng bị gãy tay gãy chân tùm lum hết á, băng bó cùng mình khó coi lắm. Chà, như vậy là coi chừng nó qua không nổi nữa nghe. Thôi bây giờ tôi về kiếm vài cuốc xe kiếm cơm, trưa đón con Thanh về ghé thăm chú Chung luôn. Cô đưa chìa khóa đi, để tôi vô nhà lấy quần áo giùm cho, trưa tôi đem vô. Dạ. Đây nè, phiền anh Tám có rảnh tạt qua ngó chừng nhà cửa giùm em nghe anh Tám. Chắc em phải ở luôn trong này mấy bữa. Phiền phức gì đâu. Cô sao, chồm sớm tối lửa tắt đèn có nhau mà cô. Nè, cô đừng ngại nha. Cô Thủy ơi, có chút đỉnh cô cầm giùm tôi đi, khi mà xém chút tôi quên. Anh Tám, có nhiều nhỏ gì đâu cô. Tôi coi cô với chú Chung như là em út ở trong nhà vậy. Tôi ít học nên ăn nói vụng về lắm. Dạ,
tụi em cảm ơn anh Tám nhiều lắm. Ơn nhiều lắm tôi mang không nổi đâu. Thôi trả lại cho cô. Tôi chỉ nhận cám nuôi heo được rồi. Thôi tôi đi nha. Ở đây nhìn cô khóc riết rồi nó cũng rầu thấy mồ. Bà có chắc là người ta nằm ở phòng đó không? Chắc mà. Tôi hỏi mấy cô y tá kỹ lắm rồi ông à. Chắc. Bà cũng từng hứa chắc với tôi là bà chắc chắn dạy dỗ cho thằng Lâm đàng hoàng kỹ lưỡng lắm mà. Tôi tin bà, nên tôi chúi đầu chúi óc vô công việc làm ăn, để lo cho vợ cho con một cuộc đời nhung trăm vàng son, một mái ấm khang trang với kẻ hạ người hầu. Cả ngày bà chỉ coi phim hát hò rồi đi thẩm mỹ, cái thằng quý tử của bà thì biến học xuyên chơi, đúng là bất thiện bởi nhàn cư. Thằng con của mình á đâu có phải là đứa hư thân, tuy sức học có làng nhàn nhưng nó vẫn hiền ngoan. Nó giả bộ hiền ngoan mới moi được tiền bạc, nhưng tiền nào của nhà mình á thì cũng từ trong túi ông ra. Ý bà nói vậy nghĩa là sao? Vậy ra tôi làm việc tối mắt tối mũi, đem tiền về cho mấy người xài là hư mấy người hay sao? Thằng Lâm nó tập tành ăn chơi đàn đúm là do tiền của tôi chứ gì. Được, vậy thì từ nay nghỉ xài, tôi khỏi đem tiền về nhà một cách. Vậy tiền ông làm ra rồi ông để đâu? Thì tôi đem gửi nhà băng. Tôi mua nhà, tôi mua đất, tôi cho. Gì? Cho ai? Cho con nhỏ nào? Ông cho con nhỏ nào? Thì cho quỹ từ thiện, cúng cho chùa, cho trại trẻ mồ côi. Mà tôi cho ai thì kệ tôi, mắc mớ gì bà hỏi. Để thừa mứa ở nhà cho bà tập tành bài bạc, thằng Lâm tập tành chơi bời hút sách, chắc tôi có nước cắn lưỡi. Tiền độc, tiền hại, tiền phá gia can, tiền mang tai họa mà bà. Tôi không nói với bà nữa. Bà ráng mà lo cho thằng quý tử của bà đi, để mình tôi tới đó được rồi. Ông tới đó làm gì? Để năn nỉ bồi thường lại người ta bãi nại chứ chi. Hay bà muốn cho thằng Lâm vô tù ngồi cho có thành tích? Nói bậy không hả? Mà nhắm được không ông? Ông ráng lo cho con đi ông. Hao tốn bao nhiêu thì ông chịu hết mình đi. Cùng lắm mai mốt trừ bớt lương của tôi cũng được mà. Bớt quá tôi nhịn xài thôi. Cúp luôn chứ trừ bớt cái gì. Người ta chịu đòi tiền thì còn dễ, không đòi tiền mới là khó đó. Thì ông liệu mà lo đi. Để ông đi cho ông dễ nói chuyện, sợ người ta thấy cái mặt của tôi người ta không có cảm tình còn khó hơn nữa. Hồi nào tới giờ mới nghe bà nói một câu có lý. Chết, quên nữa. Nói gì thì nói, ông đừng cướp hết lương tôi nghe. Tôi còn phải nuôi 2 dây hụi sống, đóng 8 dây hụi chết nữa đó. Tôi đi à. Trời ơi, hụi mấy người chơi sao đè đầu bắt tôi phải đóng. Nè, nè. Đúng là họa vô đơn chí mà. Ai đời làm quần quật cho chủ hưởng, mà có cái bảo hiểm y tế cũng không có lo cho nhân viên nữa. Bây giờ bao nhiêu thuốc men bệnh viện phải tự mình lãnh đủ hết. Khốn nạn thiệt mà, lợi dụng quá mức mà. Ê cô à, tôi có lợi dụng gì đâu mà sao tự nhiên cô mắng tôi vậy? Tôi mắng ông hồi nào? Tôi đang rủa người ta mà, ông sớm xác lò dò tới làm chi cho văn miệng. Không, tại tánh tôi hay giật mình, yếu bóng vía mà. Mà cô à, cô cho tôi hỏi thăm, cô có phải là người nhà của cái anh bị xe đụng hôm qua đang nằm ở bệnh viện này không cô? Phải. Tôi là vợ của ảnh. Mà ông hỏi làm chi vậy? Vậy thì hay quá. Vậy cô là cô Thủy, còn người bị nạn là anh Trần Chung, có phải không à? Dạ đúng rồi. Mà sao ông biết rành quá vậy? Dạ đó chỉ là chuyện nhỏ, có lớn lao gì đâu.
khi tìm hiểu một vài chi tiết về người mà mình đang muốn khẩn cầu xin được giúp đỡ. Giúp đỡ? Chuyện thần thoại, ông cần tôi giúp đỡ thật sao? Đúng, chính xác hơn là tôi tha thiết gian cô với chồng cô, một tấm lòng bao dung tha thứ. Ông nói vậy tôi chưa có hiểu. Xin lỗi, ông là ai? Tôi là ba của thằng Lâm, đứa con hư đã gây tai họa. Vừa mới hôm qua gây thương tích cho cậu chung. À, có lẽ ông đến đây để điều đình lo bãi này. Chúng tôi phải ngậm đắng nuốt cay cho con ông xa chạy cao bay. Tôi cũng biết rằng tội nó khó dung tha, nhưng đành mặt dáng mày dài cho tròn đạo làm cha. Ông thử nói nghe chơi, khi người ta đã trở nên tàn tật thì ông trả giá bao nhiêu để xóa hết niềm đau? Cô Thủy, tôi không phải là người ỷ lại vào tiền, cũng không hề có ý định dùng tiền để xúc phạm tới nỗi đau. Đôi khi đồng tiền giúp ta bớt lo âu, nhưng có khi đồng tiền đó làm thương tích thêm sâu. Hoàn cảnh hiện giờ của cô đang lo âu vì sự thiếu hụt này. Tôi sẽ giúp cô một số tiền rất lớn, nhưng không làm sao trả cho cô nguyên vẹn người chồng. Cậu chung tàn phế, cô mất chỗ tựa nương. Tôi thì mất đứa con ngoan mà tôi đặt bao kỳ vọng trên đời. Cả ba chúng ta chịu nhiều mất mát, cùng một nỗi đau, cùng lo âu cho người thân thuộc của mình. Tôi không trách ông vì chuyện xảy ra Thủy ơi. Không phải tôi đến đây để giáng sinh khẩn cầu hay muốn chuộc, mà tôi chỉ mong cô mở lòng đón nhận niềm ân hận vô biên của một kẻ sanh thành. Cái đắng làm sao cấu bọt nước đầu ganh. Tôi tỷ phú giàu sáng, tôi công thành vãnh toại, nhưng thất bại ấy về vì có đứa con. Tuổi hoàng hôn khi xế bóng nhằn dấu, tôi biết tìm đâu sự ân cần của đứa con yêu thào. Tôi tạ lỗi với cô cũng chính do tấm lòng sám hối trước tương lai ô tôi của riêng mình. Xin lỗi, tôi vẫn chưa.
Cường quý danh. Tôi tên Cường. Ông Cường à, tôi có thể cảm thông với nỗi lòng của ông hiện tại, nhưng điều đó có ích lợi gì đâu. Vì thật ra những người đang vật vã đớn đau là chồng tôi và con của ông đó. Con trai ông gieo nhân gặt quả là đáng tội, còn chồng tôi vì đâu mà phải chịu tận nguyền. Người có quyền tha thứ cho con ông không phải là tôi. Hãy để nó đón nhận luật công bằng của xã hội. Thuốc có đắng thì mới mong đã tận, chữa bệnh nửa vời chỉ thêm thuốc quả mà thôi. Cô Thủy, cô Thủy. Vậy là khó cho mình rồi. Thiệt là dạy con không khéo không thông như đeo gông vào cổ mà. Ê. Hả? Đã quá. Ba số năm cấm mồm dân cậu. Như cái bông hoa lài cắm bãi cứt trâu. Ê, nói ai là cứt trâu hả? Tôi thấy thuận miệng tiện dần cho nên mới nói đại như vậy thôi mà. Xài xể là dễ xa nhau lắm đó nghe ông bạn. Tôi đâu có ham gần gũi với mấy cái người như vậy đâu. Ê, chưa chắc à nghe. Cũng như anh thợ cài đi sau, con trâu đi trước. Đôi khi vì mắc lo giữ thẳng luống cài mà phải đạp cứt con trâu. Ông hiểu không? Không. Cao siêu quá, trừu tượng quá, lãng mạn và lãng nhách. À, hình như ông hơi bị tối dạ. Có nghĩa là đôi khi cần đạt mục đích, người ta phải chấp nhận hy sinh, phải kết bạn, hay thậm chí cầu cạnh một bãi cứt con trâu như tôi chẳng hạn. Ông hiểu không? Vẫn còn tối dạ, càng khó hiểu. Ngu quá. Vậy chứ nãy giờ ông năn nỉ cô. Năn nỉ cô Thủy cái gì hả? Mắc mớ gì tới cậu chứ. Là vì tôi có cách bắt họ nhận lời, rút đơn thưa gửi với một giá hời 10 triệu bạc thôi. Ông được thảnh thôi, khỏi phiền phức lôi thôi. Tôi cảm ơn cậu, tôi không dám mượn. Nhờ giả lôi thôi chắc không chết cũng bị thương. Nhưng tôi bảo đảm với ông sẽ giải quyết ổn thỏa mọi chuyện với giá 10 triệu đồng. Cảm ơn cậu. Thứ nhất, tôi không có ý định hù dọa hay mua chuộc cô Thủy để bãi nại. Thứ hai, tôi tìm đến là để tạ lỗi với họ, vì tôi thật sự hối hận là đã cho ra đời một đứa con hư. Một công dân tồi đã làm hại đến người khác. Và tôi đang tìm cách sửa đổi, giáo huấn lại con tôi để nó không trở thành thứ người như cậu. Ê, đủ rồi nghe thằng già. Còn thứ ba, nếu trường trại mà chưa dạy mày bỏ thói du côn thì tao sẽ có cách trị cho mày dứt ngọc. Ê, vẫn chơi mà làm gì dữ vậy? Tự nhiên ở đâu nhảy ra một ông già nghĩa hiệp. Anh đi đi, đừng làm phiền tôi nữa. Đi thì đi, vậy là không có khả năng làm ba cái vụ mánh mung này rồi. Xin cảm ơn ông. Có gì đâu, chuyện qua đường mà. Lâu lắm mới gặp, ông vẫn khỏe chứ ông thầu khoáng Xuân Cường. Sao ông biết tên tôi? Lẽ ra lúc nãy tôi không cần cản tay thằng Du Côn đó lại.
vì nắm đấm của nó sẽ giúp ông nếm mùi vị khi bị cuộc đời giáng cho một cú thôi sao? Nhưng mà nếu vậy thì hóa ra tôi cũng tàn nhẫn như ai khi thản nhiên nhìn đau khổ của kẻ khác. Loài súc vật còn biết xót xa trước vết thương đồng loại thì một con người tại sao lại có thể để cho tình cảm của mình thua kém ngựa trâu? Trong giọng nói của ông như chất chứa nhiều trách hận. Không rõ tôi đã có cái sai lầm gì và đắc tội điều chi với ông. Có lẽ ông anh là thân quyến chi của cậu Chung. Chúng tôi là bạn. Thì ra là vậy. Xin thứ lỗi, tôi phải xưng hô với ông anh ra sao đây? Dạ, tôi thứ Tám, chạy xe ôm ở chợ Cây Thị. Vợ ông bà Tố Loan vẫn khỏe chứ? Hai vợ chồng tôi có đi xe ôm hồi nào đâu cả. Ông cũng biết vợ tôi à? Dạ biết. Biết rất nhiều. Rất nhiều. Vậy là quá lắm rồi. Quá lắm rồi. Mình đi làm ăn suốt ngày. Ông là ai hả? Tám xe ôm. Biết rồi. Bộ chạy xe ôm bảnh lắm sao mà khoe hoài vậy? Tôi muốn hỏi ông là sao với vợ tôi hả? Dạ xin lỗi, tôi nói câu này hơi quá nhưng mà thật như vậy. Tôi là chồng cũ của vợ ông. Thằng chồng cũ mà anh chồng mới không biết mặt. Vậy là tới phiên mình lãnh đủ. Ông, thật tình chuyện này đối với tôi đột ngột quá. Ông anh muốn gì ở tôi chăng? Con người vẫn dẫm chân lên cát bụi mà đi, nhưng đâu có khi nào bận tâm đến niềm đau của cát bụi. Rồi một lúc nào đó vô tình đạp lên viên đá nhọn mới giật mình hỏi đá muốn gì đây. Trước kia ông là kẻ không biết không hay thì tôi cũng không trách làm gì một người vô tình vô tội. Tôi xuất hiện hôm nay không phải do cố tâm chủ ý, nhưng đã lỡ gặp nhau thì vì một chuyện tình cờ thì cũng không cần lẫn tránh nhau chi. Chào hỏi đôi câu cho phải phép rồi đôi ngã đường đi, đâu nhất thiết ông phải e dè lo lắng. Không e dè sao được hả ông? Dầu sự tình cờ kia nhẹ như chiếc lá rơi cũng đủ khiến cho mặt nước hồ thu sao động. Mười mấy năm nay ấm êm trong nôi mộng, tôi e ngại phải rối lòng khi tóc đã qua râm. Nợ ân tình đâu dễ phôi pha, cũng chẳng phải vô tâm mà ông dặn cần chuyện xưa. Người đàn bà kia khi duyên mới đã yên bề, núp ruột xưa bỏ mặt không nhìn, suốt mười mấy năm trường không một chút vấn vương. Việc này nếu như tôi tỏ tường mỏi lè, tôi quyết chẳng hẹp hòi mà chu cấp vẹn toàn, không chút tỷ hiềm xó đo. Có lẽ ông là một người nhân hậu, nhưng tôi đâu có mặt gì mà nhận giúp đỡ của ông. Tôi biết với ông tôi là thằng khốn nạn, đoạt vợ của người dẫu chỉ vô tâm. Ông ngây thơ đến nỗi không biết vợ mình đã có một đời chồng sao? Có biết chứ sao không. Nhưng bà bảo với tôi rằng ông đã chết và chưa từng nhắc chuyện đứa con. Chết cha tôi rồi. Vậy là tôi ngu hơn ông nhiều. Từ trước tới giờ tôi không biết nghĩ ra lời nói dối để mà lừa gạt con tôi, cho nên suốt mười mấy năm trời nó vẫn khát khao được một lần gặp mẹ. Ý mà không được, nếu tôi dùng cách đó để an ủi con tôi thì tôi sợ một ngày kia mẹ con nó trùng phục, con tôi nó sẽ trách hờn tôi nói dối. Tôi đã nói cho nó biết hết toàn sự thật,
ngay cả sự thật phũ phàng, tàn nhẫn xấu xa. Nhưng rốt cuộc rồi, tôi cũng thất bại trong cái bổn phận làm cha. Vì trong trái tim con tôi, nó vẫn hướng về mẹ nó. Tại sao? Tại sao vậy chứ? Vì ông là một người đàn ông cộc cằn thô lỗ, tôi còn không chịu nổi ông thì huống hồ gì con nít. Bà quá lắm rồi. Tôi bị bà xỏ mũi mười mấy năm nay rồi mà đâu có biết. Từ từ, để rồi về nhà tôi chịu tội với ông mà. Ba ơi, ba, ba hứa đón chở con vô thăm chú Chung mà sao ba không tới, làm con nóng ruột chạy tới đây à. Ba không rước thì đi thẳng về nhà, chứ vô đây làm chi vậy? Về, về mau đi. Rồi, xui xẻo, tới cơn nữa rồi à. Khoan đã, con vừa nói con là con gái ruột của ông này phải không? Ruột không ruột gì ngộ không? Tôi là con ruột của ba tôi, chứ không lẽ là con ruột của bà sao? Vậy đúng là con bé Thanh rồi. Con là con của má rồi. Thanh ơi, má đây nè con. Con là con ruột của má thiệt mà. Không, tôi không tin. Ba, ba ơi, bà này là... Thanh, Thanh ơi, má nói thiệt mà con. Ba, ba ơi, con sợ. Bà này hả? Bà nói thiệt đó con. Nhìn má, thưa má đi con. Không, bà không phải là má của tôi đâu. Tôi không có má, tôi chỉ có ba thôi. Tôi không có cần má, tôi không có cần bà đâu. Kìa, kìa. Thanh, con. Thanh, con. Nhiều chưa chú? À, Thanh, chú cũng đỡ nhiều rồi, nhưng cái chân nó thì còn đau lắm. Cô Thủy của con đâu rồi? Dạ, cô Thủy đi lên phòng xét nghiệm lấy kết quả cho chú. À, Thanh à. Dạ. Hay là con về nhà một chút đi, để ba con lo lắm đó. Con không có về đâu. Mười mấy năm nay bà ta không hề quan tâm đến con. Không cần biết con sống chết ra sao, ấm lạnh như thế nào. Vậy mà bây giờ... Có lẽ má con vì hoàn cảnh. Đúng, bà ta vì hoàn cảnh gia đình quá đổi cao sang, nên đã quên rồi một đứa con. Sẽ làm quen ngu cái danh giá mà bà đã si mê, quên cả tình nghĩa phu thê, bỏ bà với con bao năm trời hoành mà chạy theo mời gọi kim tiền, không hề vướng bận ưu phiền. Thanh à, chuyện ở đời đâu ai biết ra sao. Đừng quá khổ đau, biết đâu mẹ của con dù sống cảnh sang giàu, làm sao quên được giọt máu đào. Người đã cam đành bỏ con thơ dại, lẽ nào lại có tình thương. Thanh ơi, khi lạc lối giữa biển cả bao la, thì ngọn hải đăng kia sẽ dẫn đường chúng ta về bến bờ hạnh phúc.
Dẫu sáng như gương hay màu như bụi, thì giữa lòng ta vẫn là hai đấng sanh thành. Con nỡ quay lưng mà ngoảnh mặt sao đành. Mười mấy năm qua con đã khát khao tình mẹ, nay được sung dậy sao con lại buồn đau. Chú hiểu giờ này con đang tuổi già xôn xao, vì muốn được lao vào vòng tay của mẹ, nhưng sự hờn vẫn nhỏ nhen đã ngăn đường cản lối cho tình mẫu tử thiêng liêng được kết nối lâu bền. Con khát khao bao năm hằng mơ, ngày nay sẽ đến. Bằng lòng mẹ hiền bao la, là anh xuân nắng mai chan hòa. Biết làm sao khi con đối diện với bà ta trong tình cảm vừa thương vừa hận, tình mẫu tử thiêng liêng trong con réo gọi, nhưng bước chân con là thù hận ngăn đường. Thanh ơi, đừng giải khờ làm cho lòng mẹ xót đau, ba con cũng khổ tâm khi cùng người xưa đối diện. Nhìn nhận đi con cho lòng vơi gánh nặng, cho quyết nhục xuân dày đời gọi nở niềm tin. Chú Dung, chú cũng nghĩ là con nên nhìn nhận bà ta à? Con nên về xem ý của ba của con ra sao rồi hẳn quyết định. Nhìn nhận nhưng chưa hẳn là con phải về ở với mẹ của con. Không đâu, con không có rời khỏi ba con đâu. Con nhất định sống với ba, dù bà ta có là mẹ của con đi nữa. Chú hiểu. À thôi, con về đi. Chắc là ba của con đang mong con về lắm đó. Có gì á thì cho cô chú hay nghe chưa? Dạ, con về. Ba đừng có uống nữa mà ba. Chịu về rồi à? Ba ơi, con không muốn có người thứ ba chen vào cuộc sống của hai cha con mình. Con không có muốn đâu ba. Nhưng bà là mẹ, bà có quyền. Bà có quyền nhìn con của bà chứ. Ba ơi, liệu nhìn nhận thì có gì tốt hơn bây giờ không ba? Con không muốn thay đổi cuộc sống bây giờ. Thà mỗi ngày con chịu đòn đau cho ba đánh, ba cứ rầy la, con càng thấy vui chứ không giận không phiền. Con sẽ ngoan hiền như lời dạy của ba. Sống này đây nghèo khổ tôi tâm, mà ngoài kia là hơn
những thư tình con khao khát. Hãy đón nhận đi, đừng nghĩ tới gì, ba đã sẵn sàng cho mai hậu đời ba. Con coi kìa, những thứ này, quần áo dài dép này là của má con đem tới cho con đó. Con không thích sao? Con không có muốn, con không cần. Đây nè ba, con cũng có vậy, ba cũng có mua cho con vậy. Tuy nó không phải là lụa nhung đáng giá, nó là khúc vải thô thôi, nhưng là tình thương của ba, chứ không phải xa hoa thừa mứa mà người ta bố thí cho đâu ba. Thành, con đừng dùng những lời lẽ bất kính đó với má con. Cảm ơn ông đã dạy cho con Thanh điều đó. Thanh con, sao con cứ lánh mặt má hoài vậy con? Mà nhớ con lắm con ơi. Bà, tôi con không thể gọi má bằng một tiếng má sao con? Thanh, nhìn má con đi con, đừng có cãi ba, ba đánh đòn con đó. Gọi má đi con. Con, má thương con lắm con ơi. Má, má ơi, má nói má thương con, mà sao má nỡ nào bỏ con trơ trọi. Tuổi buồn bên cha, tuổi thơ trống lạnh phận đành cũng côi, bên nỗi vắng tiếng ru hời. Bởi cha con quá đôi vô tình, biển gia trang thành nơi tù ngục, mà phải ngậm ngùi dứt áo ra đi. Trong khi con thơ chưa quên bầu sữa mẹ, sao má đành ngoảnh mặt không thương. Má nát ruột gan đau đớn quá con ơi, dân bước vào đời gian truân sóng gió, vẫn đàn bà bèo bọt rối mây, trắng tay không nơi nương tựa, cắn răng mà bỏ con ở lại. Con bất giận, má xin nhận tội, để con thở lay lấp bơ vơ. Con đâu dám giận chỉ buồn thân con, vắng tình thương nên không trọn vẹn tâm hồn, như chồi non cằn cỗi thiếu mưa nguồn. Tội nghiệp con tôi, chắc ông chàng đông hành hạ đánh đập con dữ lắm phải không con? Dạ, dạ không có đâu má. Mày lớn mà mày đặt nói láo. Sao mày không tự nhiên mét bà là tao đánh, tao mắng mày mỗi ngày? Sao mày không nói là mày ăn bạc tay nhiều hơn con bữa nữa? Dạ, ông hung dữ vừa vừa thôi chứ. Nó là con ông chứ đâu có phải con chó con mèo đâu, mà ông hành hạ nó làm sao cũng được. Ông giận cá rồi chém thớt hả? Coi con nhỏ nè, ôm nhôm ôm nhách, tóc tai đầu cổ sơ xác, đánh riết rồi con nhỏ lớn không nổi à. Con, dạ, ba con lâu nay làm gì sống hả con? Dạ, thì ba con chạy xe ôm, tối tối cái ba đi gác dân phòng. Mười mấy năm cũng không khá, hết chạy xe lam qua đạp xe ba gác, bỏ xe ba gác lại tới xe ôm, vậy mà cũng chảnh. Nuôi thân còn không nổi, nói gì nuôi vợ nuôi con. Vợ ham đua đòi mới nuôi không nổi, chứ con nó biết đủ là không nhục thì giọt ra luôn đó. Mười mấy năm nay nó cũng lớn, cũng sẽ vô đại học như ai. Xí, nhà có con cái lớn không lo canh, mà hà rứa đi canh dân phòng. Không được,
con đừng ở với ổng nữa. Về với má, ở với má nha con. Về với má, má sẽ cho con đi thẩm mỹ viện mỗi tuần. Rồi con coi, chỉ một thời gian bạn bè gặp con sẽ nói: da hồi đó sần sùi, sao bây giờ láng quá vậy? Rồi má mướn gia sư về dạy tiếng Anh, tiếng Đài Loan. Mai mốt kiếm chồng ngoại quốc gả cho con luôn. Má, con không có bỏ ba một mình đâu má à. Con khỏi lo, má sẽ cho ổng một số tiền. Biết thằng đó nó chịu lấy không nữa. Sao không lấy? Con tin đi, đưa cả 100,000 không chịu, má đưa cả 1,000,000, rồi cả 50,000 cũng phải lấy à. Ổng đòi bao nhiêu thì má trả bấy nhiêu. Số tiền đó coi như má trả công ổng nuôi cho con ăn học từ trước tới giờ. Có tiền rồi ổng lấy vợ khác, đẻ 5-7 đứa con cho ổng tha hồ mà ổng đánh ông chửi. Tôi tính vậy đó, tôi bắt con Thanh về tôi nuôi. Ông cứ suy nghĩ tính toán cho thiệt kỹ đi, rồi báo cho tôi hay. Những phí tổn từ trước tới nay ông cứ tính cho tôi hay, tôi sẽ hoàn trả đủ. Bậy em đi. Công ông nuôi dưỡng mà làm sao tính nổi. Bao nhiêu xương, bao nhiêu thịt, bao nhiêu máu và nước mắt, tính ra bà có trả nổi hay không? Tôi biết bà nhiều tiền, chồng bà giàu lắm mà. Vậy thì sao chứ? Tiền, nếu cần tiền thì năm nó 14, 15 tuổi, tôi đã bắt nó bán đi cuộc đời con gái nó cho tôi xài. Nếu vì tiền tôi đã buộc nó đi bán bia ôm hoặc là làm gái nhảy, kiếm gả cho nó một thằng chồng ngoại quốc, không Mỹ thì cũng Đài Loan, thì tôi cũng có dư tiền xài, đâu phải chạy xe ôm hay là cánh văn phòng đâu bà. Tôi biết tôi là một thằng thô lỗ. Tôi biết con tôi mặc cảm tuổi thân vì thiếu vắng một người mẹ chăm sóc yêu thương. Ngày đầu tiên nó thay đổi trưởng thành, tôi đã hiểu. Có những điều mà kẻ làm cha này không sao làm nổi. Thanh ơi, đã từ lâu con vẫn thầm khát khao có mẹ. Mơ ước đó hôm nay có thể thành sự thật. Trời Phật đã khiến xui, thì làm sao ba ngăn được bước chân con đang nối nghiệp cầu mơ mẫu tử thâm tình. Máu thịt khi xưa đã tạo dốc nên hình, dù chính chữ cù lao người ta từng không đếm xỉa, nhưng chữ hiếu phận mình là đạo nghĩa kẻ làm con. Qua giảng dặm đường xa ngựa đã nản chân bon, bằng chính đôi chân con hãy bước tiếp cuộc hành trình. Đã là huyết nhục thâm tình thì dấu mẹ hay cha, vì hạnh phúc đời mình tùy con định quyết. Nuôi con mệt mỏi chịu hết nổi, cho nên ông muốn kiếm tôi để sang tay chứ gì. Tôi biết mà. Thôi, ông chán con rồi, về ở với má nha con. Nè, vừa vừa thôi, tôi thấy bà hơi quá đáng rồi đó. Ba, có thật là ba chán ngán con rồi phải không ba? Ba không muốn con ở với ba nữa hả ba? Phải, ba đã chán cảnh đợi chờ ai, với nhiều âu lo thất thốn mồn chồn. Chàng phải nhìn con đau đớn mãi với gói đò. Mẹ con suối nguồn mà con hằng mong ước, cứ thỏa sức dậy dùng cho sự nhọc nhằn cơ cực ngày xưa. Bận tâm làm gì một con gà trống già nua, bươn chải nuôi con chẳng qua là bản năng sinh sống. Câu phụ tử thâm tình cũng chỉ tự nhiên như định luật, biết vui hớn hở đón mặt trời cũng thần chấp nhận cả hoàng hôn. Tóm lại là ông đồng ý cho con Thanh về ở với tôi phải không?
ba. Như vậy là ba chán con thật sao ba? Có nghĩa là ba không muốn nuôi con nữa, ba muốn đuổi con đi hả ba? Thôi, con đừng suy nghĩ lôi thôi nữa. Vậy thì dù sao tôi cũng phải nói một lời cảm ơn với ông. Khi nào rảnh rỗi, ông có quyền ghé thăm nó nếu ông muốn. Thành, theo má con. Ba. Có thể, có thể. Ủa, anh Tám. Cô làm gì ở đây vậy? Không lẽ cô... Dạ phải, em làm ở đây anh Tám à. Trời đất, cô Thủy, cô làm vậy rồi chú Chung... Dạ, anh không biết. Cô Thủy à, sao cô... anh Tám ơi, bước đường cùng em phải đành nhắm mắt đưa chân. Đã quay lưng với đời sương gió, nhưng bây giờ gia đình khốn khó, anh chung đau nhiều mà bình tình không thể giảm. Sững mòn hơi em bán niềm vui cho thiên hạ vui cười, còn tâm hồn em thì mãi mãi dành trọn cho chồng không một phút lãng sao. Dù hoàn cảnh ra sao, tôi nghĩ rồi đây sẽ qua khỏi nguy nan. Sao cô chẳng kiên tâm sống phận cơ hèn? Mà lại bon chen trong dũng bụng ô nhục, cho xót nghĩa vợ chồng tủi nhục rơi chu chung. Dù có ra sao xa từng em nào đâu đáng ngại, miễn là anh chung trong chuỗi ngày ta. Được kéo dài thêm dù chỉ đôi phút muộn màng. Cô Thủy, cô nói vậy là sao? Anh Tám, đây nè, anh xem đi thì rõ. Phiếu xét nghiệm Olavia dương tính. Vậy là sao? Tôi không hiểu gì hết. Người ta nói anh Chung bị nhiễm HIV rồi. Trời ơi, mời Dương uống cà phê. Giỏi, con ngoan lắm. Thanh nè, từ hôm về tới nay con thấy thế nào? Dạ tốt thôi Dương à, má con thương con lắm. Có điều... Sao hả con? Con nhớ ba con lắm.
Mười mấy năm nay hai cha con hữu hỷ, cái cảnh nghèo mà rau cháo cũng vui. Nay con ở nơi này càng tận hưởng giàu sang, con càng thương ba sống một mình, chạy xe cả ngày gian nan, đêm đêm mưa xuống lạnh lùng, lấy ai người bầu bạn sớm hơn, ngủ chén cơm còn nhớ ba vô cùng, chắc là không thể ở đây lâu. Dượng biết bắt con ở lại nơi này, vật chất đủ đầy mà con vẫn không vui, vì phụ tử thâm tình đâu dễ gì sớm kia. Nhưng ma của con bao năm trời trong đời, dù chỉ trong thầm lặng một mình, nay vừa mới được nhận nhìn, lẽ nào con lại bỏ đi? Con cũng nghĩ như vậy, nên cố gắng vui cho má con yên bụng. Chứ thật lòng con rất lo cho ba con. Ôi hơi đâu mà con lo cho thằng cha củi mục đó con ơi. Con ở đây với má, có ăn mặc đi học không thua kém ai. Về bển chi con? Má, nhưng con nhớ ba con lắm. Thôi để bữa nay sẵn đi làm, tôi chở nó về bển thăm anh Tám. Rồi chiều hay là mai gì đó, anh đưa nó trở qua đây. Dạ, con cảm ơn Dượng. Ý đâu có được. Hôm nay á, tôi có hẹn với người ta, dắt nó đi massage, săn sóc da ở thẩm mỹ viện đàng hoàng. Còn bố tóc thì uống xù nhuộm nâu cho hợp với model. Mua thêm áo quần để con đi tiệc, về bển làm chi? Dạ thưa má, áo quần của con cũng đã quá dơ, tóc tai thì không uống được, bởi vì ba con không thích mô đen. Nó còn học hành tới trường lớp với người ta, bà đừng làm gì thiên hạ cười chê. Ôi con tôi nó đẹp, chân diện là số một, ai dám cười chê? Có tiền thì sửa soạn, việc gì mà phải ngại. Con nghe lời má, vô thay đồ đi con. Đi. Dạ. Ông sao? Dụ cho nó ở lại đây không dụ, mà lại xúi nó về bển. Nó về thăm ba nó là lẽ đương nhiên, đâu cần ai xúi biểu. Nhưng lỡ nó về bển, thằng chả không cho nó về đây nữa thì sao? Ở với thằng chả riết là dòm con nhỏ như nhà quê vậy đó. Tôi thấy nó vậy mà hay à. Ừ. Bà muốn tập cho nó hư như thằng Lâm bà mới chịu hay sao? Ông đừng có đổ thừa tôi. Chẳng bằng ông sợ tôi lo cho nó quá rồi kia. Cái ông ganh tị chứ gì. Bà im đi. Tôi đã không trách bà về cái chuyện bà giấu tôi về con Thanh. Tôi im lặng là để cho bà nhìn nó. Và tôi không muốn người ta nguyền rủa người đàn bà đành đoán bỏ rơi con. Để chạy theo tiếng gọi nhân tình, dầu hôm nay đó là vợ của mình. Tôi vẫn xót xa khi thấy người chồng bị phụ bạc và đứa con khờ chiều côi cút bơ vơ. Tôi đã yêu thương thì phải tròn bốn phần, bà chớ nghi nan lòng dạ chớ.
chỉ sợ bà sẽ giải hư cho con thanh lạc sai đường. Ông mà dẫu sao thì tôi cũng là má của con thanh, lẽ nào tôi chẳng sợ con nghĩa hư. Nhưng theo cách của bà, thôi trả nó về cho ba nó còn hơn. Ông Cường, ông Cường ơi, mười mấy năm sống bên ông với đứa con trai trong cảnh giàu sang nhung gấm, nhưng có ai biết đâu, bao đêm tôi khóc thầm thương nhớ tình thâm cách biệt đã tình trong rủi có mai. Thằng Lâm bị tai nạn cho tôi tìm xa chỉ nó, cũng may ông là người nhân hậu, cặn kẻ nguồn cơn mà không giận không hờn. Giận bà được sao? Giận bà rồi buông bà ra, mặc tình cho bà xa đà bể rã hay sao? Ngày nào tôi còn ở bên bà thì ngày đó bà với thằng Lâm còn nên thân một chút, chứ hở ra thì... Tôi biết là tôi không có tốt lành gì hết á. Chỉ có ở với ông thì tôi mới nên thân được thôi. Bà ơi, tôi đâu phải là gỗ đá, không biết giận hờn hay phiền trách thế nhân. Nhưng vì thương bà mà tôi không thể buông tay, tôi phải có trách nhiệm với bà và cả con của bà nữa. Tôi muốn những người thân của tôi hạnh phúc, dù thiên hạ cười chê tôi cũng cam lòng. Còn bà, nếu bà còn nghĩ đến tôi, đến con thì bà cũng ráng làm sao mà đổi thay cuộc sống. Phải sống sao cho gọi là xứng đáng với con cái trong nhà và với cả lòng tôi. Tôi biết rồi mà. Bây giờ tôi đi làm, bà dẹp cái vụ đi thẩm mỹ đó đi, đưa nó vô trường đăng ký học thêm Anh văn với dì Tính. Được rồi, ông yên tâm đi mà. Yên tâm? Yên tâm được với bà một ngày chắc tôi thành tiên. Bà thấy chưa, được mấy tháng mà tóc tôi đã bạc trắng rồi nè. Bà thấy không? Sao không nhuộm? Già vậy rồi còn nhuộm gì nữa mà nhuộm. Thôi tôi đi, rồi trưa tôi gọi điện về nhà. Mỗi lần tôi gọi về mà không gặp bà là tôi bực lắm đó bà biết không? Biết mà. Thôi đi đi, trễ giờ rồi kìa. Tôi đi à. Trời ơi, một người đàn ông chung thủy, một người chồng gương mẫu, vậy mà tôi lại vướng vào căn bệnh quái ác này sao? Thủy ơi, sao đời em phải chịu lắm phong ba đoạn?
trường ai yêu anh. Em vẫn âm thầm không một tiếng thở than, vì chồng cam tâm mang vào đau khổ anh, còn giận hờn còn oán trách em. Trời ơi, tôi còn là một người đàn ông không, để cho vợ mình phải gánh chịu phong sương. Thà là tôi chết đi cho nhẹ nỗi lòng, còn hơn sanh tồn với thân xác đớn đau. Thủy ơi, em hãy lìa xa anh đi. Em không đáng phải bị đời dùi dập. Anh không có quyền, anh không có quyền làm gánh nặng cho em. Trời ơi, tôi bị sida. Trời ơi, tôi đã bị sida rồi. Trời ơi, tôi không thể nào tin được. Tôi không thể nào tin được. Trời ơi, trời ơi. Đi, đi với anh mà cưng. Đi. Anh à, anh làm ơn đi, cho em về đi mà. Đâu có được, hồi nãy em hứa đi chơi với anh mà. Thôi mình đi nha, chút nữa anh bo luôn cho em một vé, chịu không? Em nói em đi không được mà. Anh cho em về đi, khuya rồi anh. Thôi vậy nè, hai vé, em đi không? Em nói đi không có được mà. Đâu được cái gì không biết. Thôi giá chót ba vé. Bữa nay anh vô mánh chơi ngông lấy tiếng ngu luôn. Đi mà, đi. Em nói em kẹt mà, đi không có được. Kẹt kẹt kẹt. Kẹt thì quẹo. Taxi. Ê, thằng khốn nạn, hành hung đàn bà con gái hả? Mày tới số rồi. Đừng giỡn cho nội. Đau à, đau. Buông ra. Đau. Trả tiền ra qua mày. Tiền hả? Nè nè, đi nè. Quăng tiền vậy đó hả? Chết cha mày đó nghe. Thôi đi anh Tám, cái nghề sống nhờ tiền qua cho cách nào mình cũng phải lấy thôi mà anh. Đồ gì đâu khốn nạn. Kệ nó đi anh Tám, chỗ kiếm cơm mà anh làm lùm xùm anh chung anh biết càng khổ. Thiệt tình là tôi nhìn không được á. Cô có sao không? Tụi nó đánh cô hả? Dạ đâu có. Hay là cô đừng đi làm nghề này nữa đi cô. Không làm nghề này thì còn làm nghề gì hả anh Tám? Nghề nghiệp thì không có, chữ nghĩa chẳng bao nhiêu. Vì hồi nhỏ không biết nghe lời mẹ cha, ăn học cho đàng hoàng đúng đắn, mà chỉ biết liêu lòng rong chơi, bỏ mặc cuộc đời trôi núi mông lung. Sống vui sống cuồng cho tới ngày gặp được anh chung, em mới thoát khỏi mê cung. Từ cõi mông lung em ngỡ ngàng tình mong, đón nhận tình yêu và xây đất gia đình, em tìm lại cuộc đời mình. Nhưng dòng đời nào em mà trôi xuôi, chúng tiên đàn tàn nhẫn đuổi xua tôi. Mời gọi men cay nuốt dội kiếp con người, nghiêng ngửa gương vui lời lạ tiếng cười. Sống trên đời mấy ai không trách phận, nhưng cũng đành chấp nhận để tồn sinh. Biết là vậy, nhưng cứ chèo chống một mình trong mênh mông vô vọng,
Em cảm thấy mệt mỏi rã rời. Em sợ mình không đủ sức và lo một lúc nào đó có thể em đành bất lực buông xuôi. Cao thượng lắm, xúc động lắm. Anh Chung, trời ơi, anh Tám, sao anh lại đưa anh tới đây? Chết em rồi anh Tám ơi. Không, tôi đâu có đưa, mà tôi cũng đâu có nói. Các người bận tâm vì sao tôi đến được nơi đây? Thủy, em có biết rằng ở nhà một mình tôi cô đơn đến mức độ nào không? Anh Chung, ở nhà tôi chỉ biết trò chuyện với cái bàn, cái ghế, với bốn bức tường lạnh lẽo vô tri. Tôi buồn, tôi sợ, vì ngay cả trong giấc mơ cũng chứa toàn là mộng mị. Như một cái bóng, tôi giật giờ trốn chạy mặc cho ma đưa lối quỷ đưa đường. Tôi hớn hở chờ mong để được thấy vợ tôi trong vòng tay kẻ khác. Bóng tôi đêm đen là đồng lõa bao che cho phường dẫm loài. Cởi bỏ lúc con người u uế phơi bày lòng phú già làng. Vợ yêu vợ quý, vì con áo nuôi chồng mà đau lòng vợ phải phơi thân. Khoe da trắng ngực hồng cho mát lòng lũ khách làng chơi. Mừng trơn vút ve chuốc rượu đưa nồng cho dục vọng bùng lên. Chung Chung, đừng cách giận quan rồi nở buông ra những lời cay nghiệt. Tình nghĩa vợ chồng chăn gối mặn nồng sao chẳng trọn tình yêu. Nếu lòng dạ đổi thay cô Thủy không cần chè vô chú đầu. Nào có ngọt ngào chi khi nuốt chén rượu cay tìm sai quên đau nhục. Anh Chung ơi, cứ mắng nữa đi cho vơi bớt hận hờn. Rồi khi tánh lặng tâm bình hãy nghe lời phận giải của em. Thôi đi, tôi quá chán tay nghe những lời này, nó không còn trong sạch. Nước mắt cô rơi mà tôi thấy lạnh lùng như những giọt mưa đêm. Chú Chung, chú hãy bình tĩnh lại. Thật ra ông cũng có lợi phải không? Thật ra ông cũng được kiếm thêm vài cuốc xeo béo bở có phải vậy không? Trời ơi, chú Chung, em lại anh mà. Anh Chung, anh Tám là ân nhân giúp đỡ gia đình mình nhiều lắm. Em xin anh đừng xúc phạm ảnh mà. Cô Thủy, đừng trách chú Chung làm gì. Tôi hiểu tâm sự của chồng cô mà. Chú Chung, chú có hiểu rằng vợ chú đau khổ thế nào khi biết chú đã bị nhiễm? Anh Tám, em lại anh mà. Anh Tám, anh đừng nói nữa có được không? Anh Tám, anh nói tôi bị nhiễm cái gì? Thì nhiễm, nhiễm bệnh ghen chứ gì. Ghen? Ghen? Tôi ghen vì có vợ đi buôn hương bán phấn. Tôi ghen vì được vợ tôi nuôi bằng đồng tiền bố thí của khách lạc chơi. Ghen. Mắng nữa đi anh. Anh cứ nguyền rủa đi cho ghen chơi bớt, cho lòng em ấm lại dưới mưa đêm.
Bởi còn yêu mới đai nghiêng ghen tuông, còn đau đớn khi người vợ yêu chịu nhục. Hãy nói tiếp đi anh những lời cay đắng, cho em cảm nhận được lòng anh từ nơi sâu thẳm. Cho anh mắt sưng sưng môi đẫm ướt lệ ân tình. Nước mắt sẽ thay mưa làm ẩm lại cuộc đời mình. Lạnh lắm phải không anh khi tình rơi vào giông bão? Lạnh buốt tâm hồn niềm lo sợ phải xa nhau. Mưa đêm nay làm em như lại mây xưa, nơi anh đã len ôm em cho âm nét buồn khờ. Một khắc tình cờ duyên nợ trăm năm, anh nói yêu em mà không hề cân phân. Quá khứ của cô đã một lần vấp ngã, bây giờ sao cô lại quay về lối cũ để xa chân? Không, em không hề trở lại với quá khứ tối tăm xưa. Giữa đêm đêm anh là ngọn hải đăng, vẫn chỉ lối đưa đường cho thuyền em vững vàng vượt qua sóng gió. Cô nói hay lắm. Cô thật là khéo miệng. Giờ tôi mới hiểu vì sao mà tôi mê đắm mấy năm trời. Miệng tha thiết nói yêu tôi mà lòng thì lơi là với người. Cô đâu cần biết con tim tôi đau nhói khi thấy cô đang cợt đùa xuồng xa với người ta. Bản chất của cô là trụy lạc, chẳng có đoan trang. Cứ kể như tôi ngu khi yêu lầm hạng người bối bạc. Đúng tôi ghét, nhưng không phải vì yêu như thuở trước. Vì giọt nước nhục làm tràn đi sĩ diện của đàn ông. Em thề trước bóng đèn trên kia, em chưa một lần phản bội anh. Cô đừng thề thốt chi cho uổng công. Không phản bội tôi, không lẽ những gì tôi chứng kiến trước mắt là ảo ảnh sao? Anh Chung, anh cứ sĩ giả em cho hả lòng ghen tức. Nhưng em xin anh đừng hiểu lầm em mà. Hiểu lầm. Anh Chung, xin anh đừng buộc em phải nói những lời không tiện nói. Có điều em xin anh hãy tin, em vẫn trọn vẹn là của anh và chỉ một mình anh. Đem thân cho người dè dốt chỉ vì cuộc mưu sinh, em và anh lúc này mỗi đứa phải nén lòng chịu đựng. Để lo chữa trị cho đôi chân anh mau lành lại, thân cận kề cách lá mà hồn tức nhớ chồng mình. Có những lần bận tư tưởng lặng thinh, bị khách lạ giận hờn mắng chửi. Anh đã thấy em chịu gian xin từng đồng tiền khổ nhục. Vì một niềm riêng không thể thốt nên lời. Im, im đi. Tôi không muốn nghe cô nói một lời nào nữa cả. Giả dối, toàn là những lời giả dối. Từ nay tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa. Anh Chung, ly dị đi. Thank you.
Lâm. Lâm. Trời ơi trời. Cái gì đây? Mày không nghe má gọi hả? Trời ơi, người ta đang nghe nhạc mà má, má không thấy sao? Nghe cái con khỉ gì được mà nghe. Nè, má đi công chuyện một chút. Con ở đây coi nhà nghe không? Trời ơi, ông già đâu? Ông đảo ra ngoài mấy cái công trình xây dựng của ổng rồi. Rồi con nhỏ ở đâu? Nó đi chợ chưa về. Mà nó có về thì nó còn phải nấu cơm ở dưới bếp. Nó có ngó ngàng gì trên này được. Với lại nhà của mình đâu có giao luống cho người ở được con. Rồi còn con ngỗng của má đâu? Ngỗng nào? Thì cái con nhỏ nhà quê mà má rước nó lên đây nè. Rồi má định tút nó lại thành con thiên nga đó. Nè 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 nè. Chị hai mày mà mày ăn nói gì kỳ vậy con? Không sợ chị mày nghe nó buồn à? Cái gì? Buồn hả? Bà sợ nó buồn. Vậy là từ bữa mà nó về đây cho tới bây giờ nè, tôi cũng đâu có được vui đâu. Rồi mấy người trong nhà có ai quan tâm tới tôi không? Lâm. Thôi. Không sao. Đâu có gì đâu. Thôi được. Kêu bằng chị hai chứ gì. Thì chị hai có chết chóc bằng tay nào đâu. Có phát tiền cử đi bà già. Cử gì? Trời đất. Thì tiền tử cử đi uống cà phê. Đi chơi điện tử. Hút thuốc với bạn bè. Nè. Trời. Có 50 ngàn có đủ má. Thì xài bớt lại đi. Ba mẹ ông cắt giảm ngân sách rồi. Ăn sáng cà phê ở nhà có sẵn đó. Thuốc lá thì hút ít lại đi, đỡ hại cho sức khỏe. Ôi ơi, cái gì mà sao giống ở tù quá vậy nè cậu. Tôi bắt tôi trở về là về cái thời kỳ đồ đá phải không? Ờ được. Vậy thì tôi đá đồ nhà cho bà coi. Nè, tôi nói cho má biết nha. Cái này là tại ba má ép con đó nha. Ôi, nè. Mày làm bậy là ổng cho mày đi luôn á nghe con. Đi thì đi. Ngán gì không đi. Cái bụi đời còn đã hơn ở trong cái căn nhà này nữa. Nè, có vẻ bảnh hơn nè. Nè, có vé trong túi không? Có vé ở trong mình vô động nào cũng rước được hết trơn. Băng nào cũng nhập được hết trơn trời. Cỡ tôi mà ló ra đường là làm anh làm chị người ta chứ đâu có phải đẹp dí như cái ở trong căn nhà này đâu. Thôi. Bớt cái miệng giùm má đi con. Nhà cửa có sẵn không ở còn tính đi đâu nữa. Chờ chút. Nè, bao nhiêu nữa không đủ cũng ráng chịu. Hết rồi đó. Vậy phải điệu không? Vậy mới xứng đáng là một bà chủ nha. Mới xứng đáng là mẹ hiền yêu bố của con chứ. Thằng quỷ à. Má đi à. Má đi ha má. Bye bye má nghe. Bye bye má mi nha. Nghe không? Chỉ cần điểm trúng nguyệt của bà thôi, bao nhiêu cũng xì ra hết trơn trời. Dạ chào bác gái. Lâm có nhà không bác? Nó trong nhà con. Ủa mà hôm nay con không đi học sao? Dạ bữa nay con học có 2 tiết à, còn rảnh nên con ghé qua cho Lâm mượn tập chép bài đó bác. Bạn bè như con thiệt tốt á. Nè, cầm chút đỉnh ăn sáng với uống cà phê nghe con. Cứ cầm đi, đừng ngại mà. Con vô nhà đi, bác phải đi công chuyện nghe. Dạ. Hello, chào bạn Hiền. How are you? Mình mang vợ đến cho bạn mượn xem bài nè. Thôi hạ màn đi ba. Hạ màn giùm con đi bố. Trong nhà này đâu có ai nữa đâu. Đi hết rồi. Khỏi cần đóng kịch mày. Hàng đâu? Đem ra bắn lẹ đi cha. Tao mệt lắm rồi. Tao tới cử này không thấy không mày? Lẹ đi. Sống trên đời này thằng nào ngu mới chơi hàng trăng. Đừng có giỡn ngoài mẹ ơi. Cứ lẹ lên thôi. Tiền trao cháu múc. Thì bà già tao hồi nãy có đưa cho mày đó. Bậy nè. Tiền đó do tao đóng kịch mà có. Đâu phải tiền hàng. Ăn cho buông so. Cái nào ra cái đó. Lẫn lộn đâu có được. Sòng phẳng đi mẹ ơi. Lẹ lên đi. Mẹ nó. Cái thằng. Mày đúng là cái thằng điểu. Ê Lâm, cả tháng rồi mày núp xó nằm co, làm cho cả đám buồn so vì thiếu mày. Đi chơi cứ nửa buổi là tan, mấy con ghệ nhí thang là chán phèo. Không có mày nên thiếu đứa bài đầu.
cốc, thằng nào dám bốc lên đua, thành ra chỉ hút khích hát ca lại nằm dài. Chán lắm mày ơi, chán ơi là chán, chừng nào mày mới chịu ra chơi, hay là mày muốn xả xẹp hết hơi cho tới đám nghệ nó bốc hơi rã tan. Muốn rã rã, muốn bốc hơi thì cho nó bốc hơi luôn, kệ cha nó chứ. Tụi nó không bốc hơi thì tao cũng đá đít tụi nó hết trơn trời. Chơi hoài ba cái thứ đồ cũ, bộ tụi bay không thấy chán sao mày? Mày á thì bảnh rồi, có taxi, có mobile, nên câu ghệ sugar dễ ợt. Còn tao á, cái xì bo của tao bị dịnh rồi. Mấy bữa nay cuốc xí điếc vô trường mắc cỡ thấy bồ. Bị dịnh hay là mày đem đi luộc rồi? Tao nói láo con mày đó, bị dịnh thiệt chứ bộ. Hôm nay mày không thấy tao cuốc xe đạp không không? Thôi được rồi, chỉ lát nữa mày ra rồi mày lấy chiếc xe của tao, mày về chạy đỡ đi. Chừng nào lo được cái xì bo của mày ra thì trả xe lại cho tao. Rồi nè. Hả? Sẵn đó, mày ghé qua cái lò của thằng Tám đó. Cho nó mong má lại chút đỉnh đi, rồi tao kiếm chỗ tao gả nó luôn. Vậy hả? Cảm ơn mày nha. Lâm à, chị có mua cho em cái CD mới nè. Em uống thuốc chưa vậy em? Uống rồi. Có bạn tới chơi hả? Cái xe đạp ai để trước nhà mà không khóa kìa, coi chừng mất đó nghe. Ê, cái xe điếc của mày bốc hơi kìa. Hãy. Wow, mẹ cha nó bốc thiệt. Sao? Kết rồi hả con? Ê, vợ mày đó hả Lâm? Bậy đi mày. Cái gì? Vợ cái con khỉ gì mà vợ? Chứ ai? Chị hai tao đó. Hả? Ủa mày không nghe nó nói chuyện với tao hả? Không, làm như tao bị điếc rồi. Ủa, mà chị mày sao hồi nào tới giờ tao không biết? Ê, chị bà con hả? Bậy, chị ruột. Vậy sao? Cùng mẹ khác ông nội đó bố. À, bà già tao bà mới lượm về đó. Ê, ngon không mày? Ngon mà còn thơm phức nữa. Ê, sao mày không rủ nó vô băng chơi luôn? Nó còn nhát lắm mày ơi. Nè, ê, cô muốn làm anh hai tao hả mày? Không, đâu có. Trời ơi, tao sao làm anh hai mày được. Thôi được rồi, mày đi về đi. À, rồi coi có gì đó thì nào có tao phone cho mày sao. Vậy ha. Chìa khóa tao để trong tủ buffet đó, lấy đi. Ừ đúng rồi, lần sau nhớ đem nhiều hàng được cho tao chút xíu nữa nha mày. Thôi được rồi, bye bye. Bye. Chết mẹ. Gì vậy Lâm ơi? Nó thổi xe điếc của tao rồi. Trời ơi là trời, chết tao rồi Lâm ơi. Thôi bỏ mẹ nó đi mày ơi. Ai biết mày ngu, dân chơi mà khóc cái con mẹ gì. Cái gì vậy Lâm? Bạn em mất xe đạp rồi hả? Đã nói rồi không có chịu nghe. Thời buổi này mấy thằng nghiện ma túy nó ghê lắm đó. Cái gì? Bà nói cái gì nghiện ma túy? Bà công nhận tuổi này nó lẻ thiệt ha. Bạn em có đem tập lại cho em mượn không? Đưa chị chép lại giùm cho. Thôi khỏi, tôi què chân chứ đâu có cục tay. Sao? Bộ bà rảnh lắm hả? Không có chuyện gì làm hết đó phải không? Nè, em hút thuốc nhiều quá, bớt bớt lại đi, hôi thấy mồ à. Nè, bà là chị tôi chứ đâu phải là má tôi đâu. Mà ngay cả má tôi cũng còn chưa cấm tôi hút thuốc nữa mà. Chị chỉ quan tâm tới em thôi mà. Quan tâm tới tôi? Quan tâm tới tôi hay là quan tâm tới quyền lợi của bà? Hay là quan tâm tới tiền bạc tài sản của ông già tôi? Lâm, tôi hỏi bà, mười mấy năm qua bà trôi sông lạc chợ ở đâu không biết ha. Tự nhiên vừa hay tin tôi bị đụng xe, vợ sống vợ chết nằm liệt ở nhà thương, bà vội tìm tới ngay xưng con gọi mẹ. Nếu tôi xui xẻo nằm luôn
thì coi như bà đã gặp may. Rồi bà dẫn xác về đây. Với tôi bà lên giọng chị. Nên nhớ, nhà này là nhà của tôi, bà đừng có bày đặt lôi thôi. Em chớ hiểu lầm, chỉ có bày đặt gì đâu. Chẳng qua thật giả nghĩ rằng em đang ốm đang đau. Ôi tôi đau cũng phải kể cha tôi. Cầm ngay cái thằng mất dạy. Khoanh tay xin lỗi chị hai, hay là mày chờ ăn bạc tay? Ba. Dượng, con xin lỗi. Tại sao con phải xin lỗi? Con có lỗi gì đâu mà phải xin lỗi chứ. Mười mấy năm nay con sống trong nghèo khó. Ba của con là người nóng nảy cọc cằn, nhưng ít ra ông cũng dạy được cho con những điều hay lẽ phải, có khuôn có phép. Mấy tháng qua con ở trong nhà này, Dượng đã nhận thấy điều đó. Mà Dượng cũng thấy nhục cho bản thân mình. Nhục vì Dượng có tiền mà không có tròn bổn phận làm cha. Dượng không có biết dạy con. Dượng chỉ biết cho thằng con trai của Dượng ăn trắng mặt trơn, mà không biết làm sao cho con nó được cái đạo đức tối thiểu để làm người. Lâm, mày có chịu xin lỗi chị của mày chưa? Thằng khốn nạn. Con làm cái gì mà bắt ba bắt con phải xin lỗi chứ? Đồ mất dạy. Dượng nhận rồi, thôi xin lỗi Dượng đi Lâm. Chị năn nỉ em mà. Ba, ba đánh con hả ba? Từ nhỏ cho tới bây giờ ba có bao giờ đánh con đâu ba. Con là con của ba mà. Tại sao ba vì người ta mà ba đánh con chứ? Từ bữa con bị đụng xe cho tới bây giờ, có lúc nào ông vui vẻ tôi đâu, lúc nào cũng hằn học với tôi hết trơn cái trời. Tôi cũng bị què, cũng phải nằm nhà thương, cũng bị mổ xẻ đau đớn lắm chứ bộ. Tôi ghét mấy người, tôi hận mấy người. Lâm, mày đứng lại, thằng khốn nạn. Dượng ơi Dượng, Dượng tha lỗi cho em con đi Dượng. Con lại Dượng mà Dượng. Trời ơi, tới đây làm gì? Cô cứ coi tôi như đã chết rồi. Không cần cô phải thương hại đâu. Cô đi đi. Đi đi. Anh Trung, em xin anh đừng xua đuổi. Anh hãy cho em vào nhà đi anh. Đây còn là nhà của cô nữa sao? Tôi cứ tưởng đâu nhà của cô là ở sàn nhảy, ở quán bia chứ. Còn đây, đây chỉ là của nợ, là địa ngục của dòng đời. Về lại để làm chi? Một khi người đã ra đi, đừng nên lưu luyến làm gì. Mẹ mai nghĩa vợ chồng. Tình chung từ lâu em vẫn quen nhìn, sắc son nguyện giữa tim mình. Ngàn năm ghi tạc bóng hình, dù em có lỗi lầm gì, xin anh đừng quay lưng làm ngơ. Còn đâu ngày
ngày xưa ân ái mặn nồng, người ta đã nhạt phai tình, chan chê cay cánh cơ hàng đi đi. Tôi đã hiểu rồi, chữ chung tình lá lơi trên bờ môi. Anh Chung, đừng, đừng gọi tên tôi như hơi âm thân thương của thuở nào khi ta bên nhau trong tình chồng nghĩa vợ. Một tâm thần tôi đã vô tri tàn tạ thì phiền lụy làm chi cho đời nhạt phai màu. Hãy quên đi những ngày xưa ấy ngọt ngào. Cô đừng tỏ ra mình rộng lòng chung thủy, cho tôi càng thấy mình ích kỷ nhỏ nhen. Tàn phế rồi, tôi không mượn ai thương. Tôi không cần, không cần ai phải tỏ lòng thương hại. Cứ mặc cho tôi trong nỗi đau quằn quại, đời lạc vào mơ là điên dại cho mình. Anh chớ nên ưu phiền, ta vẫn không xa lìa. Ngày mai đời nở hoa, em mãi là của anh. Trong giấc mơ đêm nào, tình bay cao dưới sao muôn còn đâu bóng trăng ngọt ngào mà đêm đen phút giây từ đây. Tình ơi ái ân xa vời, vòng tay ai là lời tìm vui. Chúng ơi dù trong vũng bùn nhớ hay vực sâu đầy tội lỗi, nhưng tâm hồn em vẫn có rạng chung tình. Mưa gió phong ba không ngăn được mình, vì nghịch cảnh hôm nay ta phải đành chấp nhận. Hãy mở rộng lòng mà dìu dắt nhau đi. Nếu mất anh rồi thì đời em còn có nghĩa lý chi? Xin anh hãy cho em được về chăm sóc, hãy thương yêu như thuở nào hạnh phúc chồng vợ bên nhau chia sớ những vui buồn. Tiếc thay con sao sổ lòng, còn chi đâu nữa để mong để chờ. Bông em xưa đã mịt mờ, còn đây những ngày hững hờ mỉa mai. Anh Chung, thôi tôi không muốn nghe và không muốn thấy mặt cô nữa. Cô đi đi, cô đi đi cho tôi được yên. Đi đi. Anh Chung, Thủy, tội tình gì em phải làm như vậy? Nó xứng đáng sao? Anh Thắng, anh tới đây làm gì? Anh tới để khuyên em. Chuyện vợ chồng tôi không cần anh lo. Vợ chồng? Nó có coi em là vợ nó sao? Nó ra thân tàn phế, em đã vì chạy lo than thuốc mà trở lại ngày xưa. Với nỗi lo canh cánh bên lòng, cho người mà em gọi bằng chồng, chẳng cảm thông hiểu dùm cho vợ.
còn nắng lời xua đuổi đẻ thương. Tại sao em phải hạ mình như vậy, trong khi quanh em bao người đang chờ đợi múa một nụ cười đáng giá đô la. Người như anh suốt đời cô độc, anh đem tình yêu sánh đôi với tiền bạc. Anh có nhiều tiền mà tâm hồn băng giá, sao bằng nghĩa vợ chồng rao giáo có nhau. Tôi yêu anh chung bằng cả tấm lòng, ơn nghĩa nặng quằn tình mặn thiết tha. Dù có ra sao tôi cũng cam lòng, trọn đạo vợ hiền có chứng cũng vui. Thủy, Thủy ơi, em vì người ta có chết cũng vui, vậy còn tôi thì sao em nỡ đành hờ hững. Lẻo đẻo theo em như là chiếc bóng chầu chực, quanh em như một kẻ ăn mày. Tôi tự vùi vốn trong một kiếp đỏ đài, giáng sinh em một chút tình bố thí, mà em là một kẻ kiêu kỳ ngoảnh mặt ra đi. Tôi hận em, hận đến tận xương, nhưng trời ơi trái tim tôi bóng hình em luôn ngỡ kề. Người ta đã chối từ tình yêu của em trao, vậy mà tại sao em vẫn chặt lòng chúng mơ thôi. Anh Thắng, nếu như trước đây trong những phút vui không suy nghĩ, tôi đã làm điều gì đó tổn hại đến anh, thì hôm nay tôi tạ lỗi cùng anh. Xin anh hãy xóa hết đi những gì trong quá khứ. Nếu như tôi có thể xóa nhòa quá khứ, thì đâu mòn mỏi 8 năm tù héo hắt gọi tên em. Thủy, anh yêu em mà Thủy. Anh Thắng, chân tình của anh em xin đáp tạ. Còn chuyện tình yêu xin nén lại trong lòng, vì ngày nay em là gái đã có chồng. Dù chồng em có đuổi xua hay tàn phế, thì đó vẫn là hình hài em quý, em yêu. Được đau khổ vì người mình đặt trọn tình yêu, thì em nghĩ đó là hạnh phúc. Thứ hạnh phúc khổ đau mà em cam tâm nhận lãnh, còn hơn suốt đời vĩnh viễn lạc loài nhau. Nhưng nó không có quyền hành hạ em, tôi sẽ cho nó biết tay. Anh Thắng, nếu anh dám động tới anh Chung, thì suốt đời này tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu. Thủy, Thủy. Nhà cửa gì mà giống y như cái chuồng heo không biết, con cái gì mà bày hầy bê bối. Mai mốt có ma nào dám rước mày. Thanh à, Thanh, đâu có nó nhà kêu khùng dễ sợ à. Chơi xong con không biết dọn dẹp cho đàn, tao bỏ cho thùng rác hết bây giờ. Nói tao nghe coi, ở đâu mày có ba cái thứ này hả? Dạ, dạ con mua. Mua làm gì cái giống gì? Dạ, tại buổi tối con ngủ một mình buồn quá, con mua nó để ôm nó ngủ cho đỡ buồn đó ba.
không có bày đặt ôm ấp gì hết. Mày mua bao nhiêu? Tiền đâu mày mua? Dạ, con nhận tiền ăn sáng. Con mua, mua góp của bà Bảy. Mày lớn mà mày đặt góp sách, mua góp, mua sách riết rồi. Tao nhịn ăn cho mày tiền ăn sáng. Có để dành thì mua sách vở để học, chứ đâu phải đi mua ba cái thứ tầm ruồng này. Nằm xuống, tao đánh ba roi cho chừa cái thói xài quan. Nằm xuống. Bữa nay là ngày sinh nhật của con. Ngày hôm nay con tròn 18 tuổi. 18 năm rồi. Đây mới là lần đầu tiên ba mua cho con cái bánh sinh nhật. Ba lựa mua cái bánh lớn nhất, đẹp nhất trong tiệm cho con. Tại lòng muốn vậy chứ mua về một mình ba ăn đâu có hết. Nhưng bây giờ con không có ở đây để thổi đèn cày, cắt bánh. Chắc ba một mình vừa thổi đèn vừa cắt bánh cho con. Con không còn ở bên ba để nghe ba hát mừng sinh nhật cho con. Happy to you. Tức quá. Ba nhờ cô Thủy dạy ba hát bài này mấy tuần rồi mà ba cũng không thuộc. Ba của con thiệt dở quá. Thôi đi ba thổi đèn cày và chúc mừng nha Thanh. Thanh ơi, từ ngày xa con, không có ai để ba đánh đồ. Đời con chắc vui hơn, không phải sợ khóc bao đêm. Trong vòng tay mẹ, con chắc ráng ngồi cánh thanh, quên đi niềm đau khổ mồ côi, quên kiếp phong cảnh nổi trôi. Từ lúc con đi, con có nhớ ba không, hay đã quên cánh cơ gót son ngập ngừng ba giấc. Ba dắt con đi với đôi chân trần và hai bàn tay trắng, dài nắng dầm mưa keo lê kiếp đời trâu ngựa. Ba chỉ sống vì con mà không hề cân phân hạnh phúc của riêng mình. Ba chỉ biết giành giật ngoài đời miếng cơm manh áo, chặt chiêu những gì tốt đẹp nhất cho con. Ba thường cọc cằn mắng chửi rề la vì lăn lộn mưu sinh, khiến ba chai lì như sỏi đá. Nhưng mỗi ngọn roi dùng lên, ba cũng bầm gan
tím mặt, nhìn nước mắt con rơi ba cũng hào lệ ban quang. Con hỡi con ơi, rượu đã cạn rồi con ơi. Mua thêm rượu giùm tôi uống cho say, thiêu đốt một đêm dài cho mộng mị lại quay về. Ba gọi hoài mà sao con chẳng thưa, mà xách roi đi kiếm con giữa trời mưa. Thấy con rồi ba đưa lên chiếc roi, ba đánh con đừng bỏ ba mà đi. Ba gọi tiếng con ơi, muộn màng trong vô vọng, giờ con bỏ ba đi cho cô độc thân già. Không, ba không hờn trách con đâu, vì 17 năm ba tự làm con chán ghét. Sữa ba đánh con đau, ba cũng âm thầm lao nước mắt này chẳng bị roi đòn. Sao ba khóc một mình ba? Cô đó hả? Đi đâu ghé vậy? Bữa nay là ngày anh tái khám, em qua đón anh đi bệnh viện. Khám cái con khỉ mốc, vô nhà thương làm cái con mẹ gì nữa. Que đó, vô trọng gì cho tốn tiền xích lô. Rảnh không em? Hả? Qua đây ngồi, ngồi đây nè, nhậu ha, ngồi xuống đây nhậu với anh nha. Lại đây. Thôi anh à, mình đi vô bệnh viện trước đi anh, rồi khi nào về uống cũng được mà. Đi, khi về em sẽ uống với anh. Đi nghe anh. Không đi đâu hết á. Mẹ. Cô nhậu nhẹ cô ngã ngớn với khách của cô thì được, còn nhậu với tôi chê hả? Nhậu với tôi là cô chê tôi không có tiền bo như cô phải không? Vậy mà tôi mất hết rồi, mất chỗ làm, mất tương lai, hết tiền, hết bạc, tàn phế rồi đó. Tôi tàn phế rồi. Phải không cô? Không, không phải như vậy đâu anh. Em muốn anh đi tái khám trước mà. Dẹp. Xin lỗi nha, cô về đi. Về đi. Được rồi, em ngồi xuống nè. Chỗ này phải không? Em sẽ uống với anh. Vậy thì còn có chút xíu tình nghĩa. Nè, uống đi. Thank you.
không có lây bệnh đâu sợ. Làm gì mà sợ dữ vậy? Tôi xài ly riêng mà. Anh nói bệnh gì lây? Sida. Anh Chung, anh. Tôi đã biết từ lâu rồi. Từ hồi cô bắt đầu đi làm nhà hàng lên. Ở nhà một mình, tôi buồn quá. Tôi sắp xếp đồ đạc, lục lạo cho vui. Và tôi tìm được cái này đó. Cô giấu tôi làm cái gì? Thôi, không nói nữa. Cô coi kìa, có đẹp không? Ừ? Đẹp không? Tại sao anh lại làm như vậy? Anh thật sự không còn yêu em nữa sao? Đẹp quá. Em đẹp lắm. Em là một cô dâu đẹp nhất trong những cô dâu mà tôi đã thấy. Là một cô dâu đẹp nhất trong lòng tôi. Thủy, em có thấy như vậy không? Em có thấy là em mặc áo cô dâu đẹp nhất xứ không? Tôi rất muốn được nhìn thấy em mặc áo cô dâu một lần nữa. Em giúp tôi nha. Được rồi, anh muốn gì em cũng xin chịu hết. Miễn là anh vui là em vui mà. Để mai em đi mướn đồ cưới, em mặc lại cho anh xin. Không, không phải như vậy. Không phải như vậy đâu. Tôi muốn nói là mình ly dị đi, để em có quyền tìm một người đàn ông khác tốt hơn tôi, yêu em hơn tôi, để cho tôi có dịp được nhìn em mặc áo cô dâu. Lần cuối cùng trước khi tôi nhắm mắt được thấy em rạng ngời hạnh phúc, để trong chuỗi ngày tàn tôi không còn vướng bận điều chi. Tôi đã yêu và vẫn còn yêu, sao lại bắt tôi lìa xa bạn chung tình? Kìa, tử thần, tử thần kia, gã hung thần xấu xí. Phải chăng để thỏa dạ ghen hờn mà ngươi đành chia cắt vợ chồng ta? Anh Chung ơi, anh vẫn yêu em, sau hai tiếng chia tay anh nỡ nặng lời. Hai anh muốn em
mang say sức trọn đời. Không, bởi vẫn còn yêu, cho nên anh không muốn buộc ràng em vào bất hạnh với một kẻ chỉ còn biết chờ đợi phút chia tay. Ngoảnh mặt đi em, cho tôi quên nụ hôn chồng vợ. Hãy giúp tôi quên mình là một con người. Gần gũi nhau chi, chỉ càng cay nghiệt thêm thôi. Anh Chung ơi, ngày xưa anh đã dang rộng đôi tay mà đón nhận em. Khi em vừa thoát kiếp bụi đời vô định, anh như cây bách cây tùng hùng vĩ, che chở cho con chim nhỏ lạc loài đang lẩn tránh mưa giông. Ngày nay căn bệnh hiểm nghèo đang tàn phá thân anh, như loài sâu bọ đang gặm nhấm từng chiếc lá. Thì tùng bách kia ơi, em làm sao có thể chấp cánh bay xa mà bỏ mặc người thương đang vật vã đớn đau trơ trọi một thân ta. Đã bao đêm em trào lệ bàng hoàng, nếu một mai phải xa rời vĩnh viễn, em còn biết làm gì và biết phải về đâu. Gần gũi bên nhau biết còn được bao lâu, em muốn níu giữa trăng sao cho chậm bước biển cầu. Mỗi ngày trôi là chết chồng thêm một ngày đau, đừng buộc em phải nghẹn ngào khi rời xa hạnh phúc. Tôi chỉ còn là một thân cây tàn mục, chuỗi lá trơ cành chờ đợi phút lâm chung. Hạnh phúc gì đấy cái tháng tận ngày cùng, kề cận làm chi em đau lòng. Dẫu ngày mới tình chia đôi ngã, hãy để hôm nay em tròn sắc son cùng anh. Hãy yêu em tình phút cuối cũng như tình đầu. Làng môi em vẫn chờ môi anh, cùng siết em trong vòng tay, cho sóng tình cũng trôi hết mọi niềm đắng. Em còn nhớ không em nụ hôn ngày ấy, đã gắn chặt đôi mình cho đến hôm nay. Nhưng tình càng đau khổ ở tương lai, khi hai trái tim yêu không còn hòa chung một nhịp, khi kẻ ở người đi đưa còn đưa mắt, có nhớ có thương thì một nén hương đưa cũng thỏa giả kẻ chung. Đừng trách nghe em khi anh đã lỗi phận mình,
anh đã hứa trọn đời lo cho em hạnh phúc, mà nãy mới nửa đường tình anh đã bỏ em đi. Nuối tiếc làm chi một hơi thở mong manh, thương nhớ làm gì kẻ sắp về cùng cát bụi. Chuỗi ngày tàn hãy để anh một mình trong sám hối, cầu nguyện cho tương lai em được hạnh phúc vuông tròn. Em và anh đã từng sống chung những tháng năm chồng vợ, thì em cần gì sự bình yên xa lắc ở tương lai? Em chỉ cần được ở bên anh, dù có chịu lắm đọa đày cho đến ngày anh ra đi. Đừng, anh xin em đừng buộc ràng mình vào khổ đau vô vọng. Đừng mơ hồ chờ đợi một kỳ tích hoặc một cơ may. Anh sẵn sàng đón nhận số phận nghiệt ngã ở tương lai. Em hãy xem tình ta như một bài thơ càng dần lá. Kỷ niệm gối chân xưa chỉ còn là mong đẹp, khi đêm hết ngày sang thì mong đẹp cũng phai tàn. Hãy tỉnh giấc đi em, can đảm mà nhìn vào sự thật. Hãy gạt lệ mỉm cười cho anh ngay ngất say. Hãy tiễn anh đi vào miền vĩnh biệt bằng đôi cánh thiên thần bất diệt của tình em. Anh ơi, đừng khóc nữa em. Anh Tám, sao không vô đây, vô nhà chơi anh Tám? Hình như tôi đi lộn chỗ. Anh không có lộn chỗ đâu. Em cũng định đi tìm anh đó. Chú tìm tôi làm chi? Nè, nếu muốn mắng mỏ gì hãy ráng chờ tới chiều tối giùm tôi. Sáng nay tôi chưa mở hàng cuốc xe nào hết nha. Em làm sao dám mắng mỏ anh? Em định tìm anh để xin lỗi anh đó anh Tám mà. Anh Tám, anh hãy tha thứ cho em những lời nói bậy bạ hôm trước, được không anh? Từ nào tới giờ tôi vẫn coi cô chú như là hai đứa em khác họ. Nào tôi có giận hờn trách móc gì đâu. Tôi chỉ buồn khi thấy hai vợ chồng chú thím hiểu lầm nhau, mà tôi thì không biết làm sao hàn gắn. Bữa nay thấy cô chú như vậy, thiệt là tôi vui hết sức. Anh Tám, anh Tám ngồi chơi nói chuyện với chồng em, để em dọn dẹp nhà cửa đã. Anh Tám à, nếu anh đã không còn giận hờn chi nữa, nếu mà anh thật bụng xem vợ chồng em như là những đứa em khờ dại á, thì em mong anh Tám vui lòng chấp nhận giúp em nha anh Tám. Được mà, chú cần bao nhiêu thì cứ nói cho tôi hay. Nếu không đủ hả, tôi kêu người bán chiếc Suzuki của tôi được mấy chỉ nè. Bán xe rồi anh lấy gì mà anh câu cơm. Anh đừng có lo, em không có dám hỏi tiền bạc của anh đâu. Em chỉ mong sau này Anh hãy lui tới thăm nôn và an ủi vợ em nha. Trời đất ơi, ngộ không? Vợ chú thì chú lo chứ sao bắt tôi an ủi? Thôi không được đâu. Không phải là bắt buộc, mà em khẩn cần. Anh Tám à, lẽ nào anh lại nỡ từ chối tâm nguyện cuối cùng của một người sắp chết sao anh? Ủa, vậy là chú biết rồi sao? Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao người mắc cái bệnh độc hại đó không phải là tôi chứ? Tôi già rồi, bây giờ tôi lại độc thân, một mình cô độc. Tôi có chết cũng không để lại cái buồn cái khổ cho ai. Còn chú có vợ, có tình yêu, có tương lai, có cả một cuộc đời dài trước mắt. Vậy mà nè, chỗ thân tình tôi hỏi thiệt nha. Tôi thấy vợ chồng chú yêu thương hạnh phúc quá trời, sao chú lại dại dột chỉ cho mang cái chứng bệnh ngặt nghèo hết cứu thì vậy chú?
Anh nói dại vậy là sao? Thì ngán cơm thèm thở đó. Không có đâu anh Tám à. Anh biết tánh tôi mà. Anh em nhậu chung hoài, anh cũng biết tánh tôi. Tôi đâu có cái tật đó. Vậy thì lạ quá. Không lẽ... Không phải gì đâu anh. Thủy cũng lén đi thử rồi, Thủy âm tính mà. Vậy thì không lẽ chú không thắc mắc gì cái chuyện nguyên nhân gây ra bệnh cho chú sao? Thì lúc đầu em cũng thắc mắc chứ. À, anh Tám à, anh có còn nhớ có lần em kể cho anh nghe cái vụ mà em đạp cái kim chích không? Hồi chú thấy cô Thủy bị tụi lưu manh ăn hiếp chứ gì? Phải đó anh. Em suy nghĩ kỹ rồi, chắc là tại em đạp cái kim chích của tụi xì ke bỏ lại cho nên... Trời ơi, không lẽ như vậy thiệt sao? Mà thôi đi, trời kêu ai nấy dạ, thắc mắc thì cũng đâu có giải quyết được gì. Ờ, còn cái chuyện em nhờ anh lúc nãy đó, anh có hứa anh giúp em không anh Tám? Thôi được, anh hứa. Anh Tám, trời ơi, anh hứa gì tôi cảm ơn anh. Tôi cảm ơn anh nhiều lắm anh Tám à. Anh Tám. Dạ, không cô, cảm ơn cô nghe. Dạ, xin lỗi. Có phải đây là nhà của cậu Chung? Kìa, đúng rồi, cậu Chung đây nè ông. Đèn ơi, cái chân cậu có đỡ hơn không? Ủa, có ông ở đây nữa hả? Đỡ quá. Con Thanh đâu rồi? Ông giấu con gái tôi đâu rồi? Bà làm cái gì mà vô nhà người ta thơm tướp vậy? À, chết, xin lỗi cậu Chung nghe. Nè, ông giao con cho tôi nuôi, rồi bây giờ ông định nuốt lời sao? Tại sao nó qua thăm ông, rồi ông giữ nó luôn không cho nó về bệnh chứ? Nó qua thăm tôi hồi nào? Ai nói với bà? Thì thằng Lâm con trai tôi, em nó nói với ai? Như vậy là sao? Bà lãnh nuôi con như vậy đó hả? Nó đi đâu mà bà cũng không biết nữa hả? Từ từ anh Tám mà. Tối hôm qua mấy đứa nhỏ bày tiệc sinh nhật cho cháu Thanh, đến khuya thằng con trai tôi về có một mình. Hỏi nó thì nó bảo với tôi là Thanh về thăm anh Tám nhân dịp ngày sanh của cháu. Vậy mà chờ cho đến tận trưa nay vẫn chưa thấy cháu quay về. Vợ tôi mới nặng nặc muốn qua đây để mà rước cháu Thanh. Bởi chiều nay tôi có mời chị bạn dẫn đưa cháu họ tới coi mắt con Thanh. Nghe đâu thằng này nó chuyên bán hột xoàn, không biết xài tiền đồng, chỉ có biết đếm đô la thôi. Bà quá nhiên, đáng mặt mẹ hiền, bán con kiếm tiền, đậu trên thầu đêm. Nè nè nè, ông không có vu khống cho tôi nghe. Tôi thấy cũng đâu có quan. Nói gì thì nói, con tôi đâu hả? Tôi cũng đang muốn biết nó ở đâu đây nè. Trời ơi là trời, nó mà có chuyện gì là tôi tính sổ với bà. Thôi thôi làm ơn đừng có cãi nữa. Người mà ông bà muốn gặp đang đứng ngoài cửa kìa. Đâu? 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 Ồ, thằng này đâu phải là thứ tôi muốn gặp. Thằng này đâu phải con tôi. Nhưng tôi muốn gặp ông, cả bà Loan nữa. Cô Thanh nhờ tôi gặp ông để... Con tao, con gái tao đâu? Vậy là từ hôm qua tới giờ con Thanh nó đi với cậu. Nó ở chung với mày. Đúng. Ở đâu? Đâu? Nhà trọ. Cho chết. Khốn nạn, mày vũ vỗ con gái tao hả? Trời ơi, kỳ cục vậy. Cô Thanh nhờ tôi làm chứng chuyện tối hôm qua mà. Chuyện tối hôm qua là chuyện gì hả? Chuyện mấy đứa kia ép cậu hút heroin rồi định cưỡng hiếp đó. Trời ơi, con tôi. Ai? Chưa sao hết. Nhờ tôi can thiệp kịp lúc nên không sao hết. Đứa nào dám làm bậy con tao? Con trai bà này. Nói bậy, làm sao mày biết con tao? Thì tôi nói đụng xe anh Chung. Bữa đó tôi tới bệnh viện thăm mà. Thăm ai? Thì thăm anh Chung với nó. Tôi gặp... Gặp ai? Gặp... Ông kia kìa. À, thì ra họ âm mưu đồng trời không? Anh Tám à, anh đừng có nghĩ quấy.
Tôi nhớ cậu này rồi. Cậu hãy nói rõ ràng bằng sự thật tất cả chuyện này là như thế nào. Hả? Thì tối hôm qua con trai của bà rủ bạn bè đến quán karaoke nơi tôi làm việc tổ chức sinh nhật cho cô Thanh. Cả đám tụi kia thì tôi quen mặt vì tụi nó tới hoài mà. Nhưng lần này có cô Thanh là người mới, lại có vẻ hiền không quậy như tụi nó, nên tôi nghi. Lúc đem nước vô, tôi thấy mấy thằng con trai chụm đầu châu mỏ xì xầm bàn tán ở ngoài cửa, có vẻ bí mật lắm, nên tôi cũng nghi, để ý theo dõi. Lúc thấy tụi nó ép cô Thanh hít heroin rồi tính giở trò cưỡng bức, nên tôi mới xông vào báo là có công an tới kiểm tra. Nhờ vậy tụi nó quýnh đích mới giải tán buông tha cho cô Thanh đó. Nhưng suốt đêm qua cô Thanh cũng khóc sướt mướt, không biết đi đâu. Về nhà bà này thì sợ gặp thằng em trời đánh, về nhà ông này thì sợ bị đòn. Tấn thối lưỡng nan nên tôi bèn đưa cổ về nhà tôi cho cổ ngủ. Tôi để cô Thanh ngủ với con gái bà chủ chứ bộ. Tại sao nó lại sợ tôi đánh chứ? Con ơi, con khờ quá. Rồi bây giờ cô đâu ở đâu? Thiệt là hết biết. Ông đánh đại tôi ba cái đi. Chứ vậy? Thì tại tôi hứa với cô Thanh là sẽ năn nỉ ba cổ giùm cổ. Lúc đó tôi đâu có về, ba cổ lại là ông. Thì ra nếu ông muốn đánh thì cứ đánh tôi đi, chứ đừng có đánh đòn cổ. Ông đánh đi. Tôi đâu có ý định đánh nó. Nhưng mà cậu tha lỗi cho tôi vì sự hiểu lầm vừa rồi. Và tôi cảm ơn cậu có lòng lo cho con gái tôi được an toàn. Bây giờ cậu hãy cho tôi biết con tôi ở đâu. Trời ơi, tôi lại cậu mà nói đi. Ba, con về nè ba. Con gái của ba, con có sao không ha? Từ nay con về ở với ba, đừng ham vào. Con thấy không, vào cũng đâu có sướng gì đâu. Về ở với ba không ai dám hại con hết nha con. Dạ, nhưng mà con bị tụi nó ép hít khói bạch phí. Con sợ, con ghiền quá ba ơi. Mới bị con một lần chắc con dễ trị mà. Con tin ba, bằng mọi giá ba sẽ giúp cho con cai nghiện. Miễn là con thương ba, con quyết tâm là được. Ba không chăm lo, bảo vệ được cho con, ba không còn đủ tư cách làm mẹ của nó nữa, ba hiểu chưa? Tôi không còn tư cách làm mẹ. Đúng rồi, tôi sanh tụi nó ra mà tôi không biết dạy. Tôi làm hư tụi nó, cả con trai lẫn con gái. Tôi mất tụi nó rồi. Không được, mình phải về lo cho con đi cai nghiện đi ông. Đi. Xin lỗi, cho tôi hỏi thăm, đây có phải là nhà ông Trần Trung không ạ? Dạ phải, tôi là Trần Trung đây. À, bác sĩ Thanh, bác sĩ bệnh viện đấy ba. Có việc gì mà bác sĩ đến nhà tôi? Mời bác sĩ ngồi. Cảm ơn anh. Tôi tới thăm anh cũng có chút chuyện. Qua mấy đợt hẹn tái khám, tôi không thấy anh tới nơi, cho nên có hơi thắc mắc. Cái chân của anh sao rồi, có tốt không? Cảm ơn bác sĩ, cũng không có tốt lắm. Vậy là bị tật rồi. Do anh không chữa trị tới nơi tới chốn, lại thiếu tập luyện đúng phương pháp. Bắt đầu từ ngày mai, anh phải đến bệnh viện cho tôi khám lại và để tập vật lý trị liệu nha. Cần gì khám lại, cần gì tập nữa bác sĩ. Cuộc đời của tôi coi như đã hết rồi. Cũng vì chuyện đó mà tôi phải tới đây. Tôi tới đây thay mặt phòng xét nghiệm để xin lỗi vì sự lầm lẫn trong công tác. Đây là một sự sơ sót đáng trách, và kẻ gây ra nhầm lẫn đó, bệnh viện đã có hình thức kỷ luật. Tôi mong anh chị và gia đình rộng lượng tha thứ và bỏ qua cho. Bác sĩ, xin bác sĩ nói rõ hơn được không? Anh Trung à, hôm xảy ra tai nạn cho anh nhầm ngày lễ, bệnh viện chỉ còn lại những người trực, lại tiếp nhiều ca cấp cứu. Người trực phòng xét nghiệm hôm đó lại là một bác sĩ thực tập. Cho nên thế nào, bác sĩ? Viên bác sĩ hôm đó không đủ sức gánh tình trạng quá tải, nên trong lúc cấp bách và lúng túng đã làm lẫn lộn kết quả của anh Trung với người gây tai nạn cho anh. Là thằng Lâm con trai tôi đó hả bác sĩ? Dạ phải. Người nhiễm dương tính chính là cậu Lâm. Trời ơi. Trời. Máu của cậu Lâm còn chứa nhiều hàm lượng cao ma túy. Cậu ấy sử dụng trước lúc đua xe và gây tai nạn cho anh Trung. Trời ơi. Trời ơi. Đây là giấc mơ hay là sự thật?
Một sai lầm suýt dính chết cuộc đời tôi. Tôi đã buông trôi cuộc đời vì một tờ xét nghiệm, một sự vô tâm thản nhiên tàn nhẫn. Khi giấy trắng mực đen vì phán quyết của tử thần. Chú tôi tới đây đã bái lược năm lần, mà sao cứ thấy cửa đóng then cài, không biết cách nào mà thông báo cho anh hay. Mai mắn hôm nay được gặp anh để phân bài, tôi thành tâm tạ lỗi với gia đình, tìm cách chuộc lỗi lầm của đồng nghiệp gây ra. Anh Trung à, bác sĩ cũng chỉ là một con người, mà con người có ai không mắc sai lầm. Nghề nghiệp thì buộc chúng tôi phải thận trọng đến mức tối đa, nhưng công việc thì không phải lúc nào cũng như ý. Bệnh viện đã có đề nghị xin được chữa trị cho anh Trung hoàn toàn bình phục. Chúng tôi nguyện sẽ cố hết sức để anh mau bình phục, còn có đầy đủ sức khỏe mà lo chăm sóc cho chị Thủy sanh nở nữa chứ. Hả? Bác sĩ à, Bác sĩ có nói nhầm không vậy? Vợ tôi có thai. Ủa, nói vậy anh không biết gì hay sao? Thủy, có thật không em? Hả? Trời ơi, em có thai. Vậy sao em giấu anh hả Thủy? Khi phát hiện có thai, cũng đồng thời em hay tin anh bị nhiễm S. Em bối rối quá, em không phân biệt được đó là tin buồn hay vui. Em không muốn anh biết để đỡ phần cắn rứt. Chị Thủy cũng sợ mình nhiễm bệnh và cả thai nhi cũng vậy, nên chị đã tới bệnh viện xin các xét nghiệm về y khoa. Có phải không chị Thủy? Dạ phải. Nhưng sau đó, tại sao chị lại không tới để lấy kết quả xét nghiệm? Dạ, tôi sợ. Kết quả của chị là âm tính. Nếu chị tới để lấy xét nghiệm, có lẽ chuyện nhầm lẫn của anh Trung có thể đã được làm rõ sớm hơn. Vậy là coi như tôi thoát chết, mà tôi còn được làm cha nữa. Thủy ơi, không lẽ anh đang nằm mơ hả Thủy? Không đâu, anh không nằm mơ mà đây là sự thật. Tử thần đã đi qua và một cuộc sống mới đang tượng hình. Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ. Thủy, Thủy, em hãy tha thứ cho anh. Phải, mây đen đã đi qua, bầu trời là tươi sáng. Thành, con của ba. Đó, bà thấy đó, người ta đang hạnh phúc bởi vì họ là những người có tình thương và trách nhiệm. Còn bà cứ luôn miệng bảo tôi hãy yên tâm đi kiếm tiền cho mẹ con bà. Chuyện ở nhà cứ để bà lo, con cứ để bà giải. Tiền đây nè, tiền của bà đây nè. Còn con tôi đâu? Con tôi đâu? Hãy trả con cho tôi. Con tôi đâu? Con tôi đâu? Má, má ơi, con đây nè má ơi. Con tôi đây nè. Con. Mà không phải, con đâu phải là con của má. Má không xứng đáng là má của con. Má tàn nhẫn, má ích kỷ, má phụ tình bạc nghĩa. Con ở lại với ba con đi, má phải về. Em trai con đang chờ má nhà, chờ má về để lo cho nó ăn, ru cho nó ngủ. Phải rồi, ru cho nó ngủ. Âu ơ với dầu cầu giang đông đinh, cầu tre lắc lẻo gặp gần khó đi. Khó đi mẹ dắt con đi, sao không đi với mẹ. Âu ơ sao không đi với mẹ, lại theo làng khói bay. Ha 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 ha
Má, má ơi má. Và còn đây vòng quanh muôn lối để em quay về tìm trong vòng tay ấm nhưng ngọt ngào hôm qua hạnh phúc sẽ tìm đâu chờ mãi đến ngàn năm một chút. Tôi kể người nghe đời lang và điệp một chuyện tình cay đắng lúc tôi còn thơ tôi vẫn thường mộng mơ đêm viết thành bài ca thua ai đâu ngờ lời
bóng cô đơn.